Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 21. Xong, lúc cô đến nuôi tàu, cô thực sự đã sốc khi thấy cảnh tượng trước mắt. Bọn buôn người đều đang nằm trên mặt đất, mặt mũi sưng vù, áo quần xộc xệch, Tần Lâm đứng ở một bên ôm thi thể đứa bé, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh. Cậu đánh gục tất cả rồi à? 7-8 người này đều vô cùng cường tráng, ngoại trừ người phụ nữ kia thì tất cả đều là đàn ông vai u thịt bắp. Nếu thật sự đánh thì có lẽ thân thể nhỏ bé của Tần Lâm sẽ không đủ sức chiến đấu. Tần Lâm nói một cách nhẹ nhàng, đúng vậy. Trần Diên sửng sốt, sao cậu có thể làm được? Tần Lâm cười đáp, tôi là cao thủ võ lâm. Trần Diên trợn tròn mắt, thôi được rồi, mau báo cảnh sát. Ngay sau đó, Trần Diên đã gọi cho cảnh sát và khống chế bọn buôn người này, rồi cả hai đi bộ trở lại toa tàu. Trần Diên cảm thấy vô cùng khó chịu khi nhìn thấy xác đứa bé trong vòng tay Tần Lâm. Đứa bé thật đáng thương, lại vô tội, chúng ta làm gì với thi thể bây giờ? Tần Lâm nói, đương nhiên là cứu sống, cô tránh ra đi. Trần Diên sửng sốt, cứu sống. Anh đùa à, đứa nhỏ này đã mất dấu hiệu sống hơn 10 phút rồi. Theo logic thông thường của Tây Y, có thể kết luận chết trong vòng 10 phút sau khi mất đi dấu hiệu sống, và hầu như sẽ không có phép màu nào. Đứa nhỏ này có lẽ đã bị những kẻ đó đánh thuốc mê, hoặc là bóp cổ chết, nếu Tần Lâm muốn cứu thì cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Tần Lâm đặt đứa nhỏ lên ghế, mọi người đều đang quan sát, những người này đều là hành khách, bọn họ nhìn thấy sắc mặt tím tái của đứa nhỏ, tất cả đều cau mày chịu không nổi. Những người phụ nữ mềm lòng liền bắt đầu lau nước mắt, một đứa trẻ nhỏ như vậy, nếu như để bố mẹ biết thì há chẳng phải sẽ đau lòng chết mất sao? Đứa bé chết rồi thì chữa bằng cách nào được chứ, cậu nên để cho nó an nghỉ đi. Đúng vậy, đứa bé nhỏ như thế, đã lâu như vậy rồi mà vẫn không thở, đừng giày vò nó nữa. Không phải các người muốn lấy đứa bé ra làm thí nghiệm gì chứ? Mọi người bắt đầu nói ra nói vào, tuy lời nói có hơi quá đáng nhưng ý chính vẫn là muốn ngăn cản Tần Lâm. Đứa bé đã chết rồi, còn giày vò nó như vậy làm gì? Nhưng Tần Lâm không hề quan tâm đến những lời nói cạnh khóe này, sau khi đặt đứa trẻ nằm thẳng, anh cởi áo mình ra, sau đó lấy ra kim bạc đâm vào hai khuỷu tay phía trong của đứa bé. Châm cứu. Trần Diên sững ra một lúc, không ngờ người đàn ông này lại là bác sĩ đông y. Đừng nhìn thấy lúc đánh nhau vừa rồi Trần Diên có hơi sợ hãi, dù sao cô cũng là phụ nữ, đương nhiên sẽ yếu thế về phương diện này. Nhưng xét về y thuật, Trần Diên chắc chắn là chuyên gia hàng đầu trong nước, không ngờ người thanh niên này lại là người cùng ngành. Trần Diên cũng không lên tiếng nữa, mà chỉ đứng bên cạnh Tần Lâm để trợ giúp. Cần gì cứ kêu tôi. Tần Lâm mỉm cười, cô không đủ tư cách làm trợ lý của tôi đâu, Vãn Nhi, lấy cho anh cốc xác hơi. Vâng. Diệp Vãn Nhi nhanh chóng lấy ra hai chiếc cốc xác hơi, bông tẩm cồn và những thứ khác mà cô đã mang theo. Trần Diên tức đến suýt mắng người. Không đủ tư cách làm trợ lý. Cậu có biết thân phận của bà đây là gì không hả, lại dám nói tôi không đủ tư cách. Tôi là phó viện trưởng của bệnh viện tỉnh, chuyên gia của quốc gia đấy. Trần Diên mặc dù đang hờn dỗi nhưng lại không dám làm phiền, dù sao cô cũng không biết gì về đông y nên chỉ có thể đứng xem mà thôi. Tần Lâm dùng hai cây kim bạc đâm vào, khuôn mặt đứa nhỏ đột nhiên đỏ bừng. Diệp Vãn Nhi lộ ra vẻ phấn khích. Hoàn hồn châm. Diệp Vãn Nhi gần đây đã đọc rất nhiều sách, cô biết được có một phương pháp châm cứu gọi là hoàn hồn châm, nó có thể làm cho người chết sống lại, vô cùng thần kỳ. Trên thực tế, hoàn hồn châm lại không lợi hại đến vậy, nhưng nó có thể kích hoạt những triệu chứng sống dù là nhỏ nhất của một con người. Nếu người này thật sự đã chết thì cho dù có dùng hoàn hồn châm cũng chẳng có tác dụng gì. Hai cây kim bạc được đâm vào mặt trong khuỷu tay, khuôn mặt đứa bé ngay lập tức đỏ bừng. Mặc dù không còn hơi thở hay nhịp tim, nhưng sự thay đổi màu da đã khiến cho mọi người kinh ngạc. Những hành khách lúc trước nói bóng nói gió bây giờ lại im bặt, lẳng lặng theo dõi nhất cử nhất động của đứa trẻ. Da mặt hồng hào trở lại thực sự vẫn chưa chứng minh được điều gì. Bệnh nhân mất tất cả các dấu hiệu sinh tồn, tim ngừng đập, máu ngừng chảy. Sau vài phút, máu sẽ đông lại, một khi máu đã đông lại thì ngay cả thần tiên cũng chẳng giúp được gì. Sau khi hai cây kim bạc xuyên qua, Tần Lâm mới cầm cốc xác hơi lên, tay trái châm lửa bông tẩm cồn, sau đó hơ vào cổ họng và rốn của đứa bé. Trong tích tắc, cơ thể đứa bé nóng ran lên, một đường lửa màu xanh xuất hiện từ rốn đến cổ họng.
Sau đó, Tần Lâm mới bắt đầu rác hơi. Men theo đường lửa, hút tất cả vào trong cốc rác hơi. Rồi tụ lại phía trên rốn. Rác hơi xong, một cảnh tượng thần kỳ đã xảy ra. Nguyên tắc ban đầu của rác hơi là để ngọn lửa tiếp xúc oxy cháy trong không khí, dẫn đến áp suất trong cốc thấp dần, sau đó thịt sẽ bị hút vào trong cốc. Nhưng cốc rác hơi của Tần Lâm lại không hút thịt, mà đẩy ra bên ngoài. Lúc này, rốn của đứa bé xuất hiện một chỗ lõm, hệt như vùng lòng chảo, giống như có một luồng khí áp ở đó. Âm dương quán. Diệp Vãn Nhi lại kêu lên. Trong nhiều sách y học cổ, cô đã từng thấy qua phương pháp âm dương quán này. Rác hơi thông thường dùng để dập lửa, hút hết khí nóng và khí lạnh ra. Còn âm dương quán là sự đảo ngược âm dương, làm khí dương xung quanh thâm nhập vào cơ thể con người, thuộc hành đại bổ, giống như đốt lửa trên núi vậy. Nhưng uy lực của âm dương quán này lại quá lớn, căn bản người bình thường không thể chịu nổi, cũng giống như việc ăn quá nhiều nhân sâm sẽ bị chảy máu cam, không phải ai cũng có thể đại bổ vô hạn được. Nhưng bệnh nhân trước mặt lại không hề có vấn đề gì, cứ tùy tiện đại bổ, bởi vì đứa bé không hề có dấu hiệu của sự sống, cho nên có đại bổ hoàn toàn cũng chẳng sao. Sau khi thi triển âm dương quán, đứa bé đột ngột phục hồi hô hấp trở lại, tuy còn rất yếu nhưng đã có dấu hiệu của sự sống. Sắc mặt Trần Diên thay đổi rõ rệt. Sống lại rồi. Có hơi thở, có nhịp tim. Quả nhiên đã sống lại. Tần Lâm rút cốc rác hơi và kim bạc ra, rồi nói với Trần Diên. Việc tiếp theo đành nhờ cô rồi. Được, không thành vấn đề. Trần Diên bế đứa bé lên, bắt đầu cứu chữa bằng phương pháp thông thường. Trần Diên cuối cùng thì cũng là một chuyên gia, cho nên việc cứu chữa cho một đứa bé cũng không quá khó khăn. Lúc nãy Tần Lâm đã hoàn thành hai bước khó nhất rồi. Sau một vài thao tác của Trần Diên, đứa trẻ cuối cùng cũng mở mắt và nhịp thở trở nên ổn định, nhưng ánh mắt lại vô cùng sợ hãi. Hu! Khi đứa bé cất tiếng khóc, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên tiếng vỗ tay vang khắp cả toa tàu. Thần y, đúng là thần y. Hai vị bác sĩ rất giỏi, hơn nữa lại còn trai tài gái sắc, hai người giống hệt như một cặp thần điêu đại hiệp trong giới y học vậy. Ha ha, đúng vậy, hai người ở bên nhau đi, trở thành vợ chồng để người dân chúng tôi luôn hạnh phúc. Tần Lâm và Trần Diên đều có công cứu đứa bé này từ quỷ môn quan trở về, cho nên mọi người mới cười đùa và trêu chọc bọn họ. Mặt Trần Diên lúc đỏ lúc trắng, cô nhanh chóng đeo khẩu trang và đội mũ lên, không nói tiếng nào, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cảnh sát đã mang đứa trẻ đi và giao cho công an địa phương, có lẽ sẽ tìm được bố mẹ của đứa bé. Sau khi đứa nhỏ được đưa đi, Tần Lâm cũng ngồi xuống, chuyện lúc trước có hơi ngượng ngùng, Trần Diên liếc nhìn anh nhưng không hề lên tiếng. Im lặng một hồi, cuối cùng thì Trần Diên cũng chạm vào chân Tần Lâm, nói nhỏ. Này, cảm ơn nhé. Tần Lâm mỉm cười, không có gì, cứu người lúc hoạn nạn thôi mà. Trần Diên cũng mỉm cười, tuy cậu có hơi háo sắc, nhưng cũng coi như là người tốt. Tần Lâm, tại sao tôi lại thành háo sắc rồi? Phải nói rằng ấn tượng đầu tiên thực sự khá quan trọng, khi Trần Diên tỉnh dậy nhìn thấy Tần Lâm đầu tiên, liền cảm thấy anh như đang lợi dụng cô vậy, thế nên anh mới bị gắn cho cái mác, háo sắc. Nói vài ba câu liền không biết nói gì nữa, vừa định xuống tàu thì Trần Diên không chịu nổi nữa, bèn quay đầu, tức giận nói. Tôi nói chứ, cậu là đàn ông như vậy, không thể chủ động xin Zalo của tôi được sao? Tần Lâm. Được được được, để tôi. Trần Diên tức đến trợn tròn mắt, có cần miễn cưỡng như vậy không? Sau khi thêm bạn bè xong thì cô mới thỏa mãn đi xuống tàu. Sau khi rời nhà ga, mọi người liền chia tay nhau, có người đón Diệp Vãn Nhi và Tần Lâm ở cửa, đó là một cô gái xinh đẹp, xem ra có vẻ còn nhỏ hơn cả Diệp Vãn Nhi. Chị ơi, ở đây! Diệp Vãn Nhi nắm tay Tần Lâm bước nhanh đến. Anh Tiểu Lâm, xin giới thiệu với anh, đây là em họ em, tên Tô Mạt Mạt. Còn đây là anh Tần Lâm. Anh Tần Lâm, Tô Mạt Mạt vô cùng lễ phép, cười rất tươi. Mau lên xe đi, đến nhà em trước. Ba người cùng nhau lên xe, chiếc xe khá bình thường, là một chiếc Toyota trị giá 100 mấy chục nghìn tệ. Sau khi trò chuyện trên xe một hồi, Tần Lâm mới biết Tô Mạt Mạt chính là em họ của Diệp Vãn Nhi, họ hàng ở tỉnh Lỵ tuy không được thân thiết lắm, nhưng quan hệ giữa hai chị em bọn họ lại vô cùng tốt. Và lại, Tô Mạt Mạt lại xuất thân từ con nhà y, mọi người đều là người trong ngành cả, hơn nữa đều có thành tích riêng.
đừng nhìn thấy Tô Mạt Mạt còn trẻ, nhưng cô đã là bác sĩ chủ nhiệm nha khoa rồi. À đúng rồi chị ơi, mọi người có vé chưa? Diệp Vãn Nhi nói, có rồi, lúc đăng ký tin nhắn Zalo đó. Tô Mạt Mạt nói, ai ra, vậy không được đâu, vé trên Zalo là dành cho khán giả, nếu chị đăng ký cái này thì chỉ có thể ngồi ghế khán giả mà thôi, nếu chị muốn tham gia dự thi thì phải có vé dự thi cơ. Diệp Vãn Nhi sững ra một lúc, a, à, thế hả, chị cũng không biết nữa, đi cả quãng đường xa đến đây, không ngờ chỉ là vé khán giả sao. Vậy làm sao để có được vé thí sinh đây? Diệp Vãn Nhi không đến tỉnh lỵ chỉ để làm khán giả, dù sao thì cô cũng đã theo học nghề với Tần Lâm và Khổng Phàm Lâm một thời gian rồi, cô vốn muốn thử sức nên mới đăng ký tham gia. Nhưng nếu không có vé thì chuyến đi này coi như công cốc rồi. Tô Mạt Mạt suy nghĩ một lúc, để em về hỏi xem, có lẽ chị họ biết đấy. Nhắc đến người, chị họ, này, Diệp Vãn Nhi chợt cau mày. Rõ ràng là mối quan hệ của hai người không được tốt lắm, nhưng Diệp Vãn Nhi cũng không từ chối. Nếu như thật sự không lấy được vé thì chỉ có thể nhờ người khác mà thôi. Dù sao cô cũng không mấy quen thuộc ở tỉnh lỵ, tìm người giúp cũng có hơi khó khăn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khi trò chuyện dọc đường, mỗi khi nhắc đến chị họ thì sắc mặt Diệp Vãn Nhi lại lộ ra vẻ xem thường. Diệp Vãn Nhi là người dễ gần và nhút nhát, ít khi xung đột với người khác, và cũng rất hiếm khi nhìn thấy cô ghét một ai đó đến vậy. Tần Lâm hỏi, có vẻ như người chị họ đó với Vãn Nhi có thù hằn lắm nhỉ? Tô Mạt Mạt mỉm cười, còn không phải sao, chị Đình và chị Vãn Nhi từ nhỏ đã không hợp rồi, hai người lúc nào cũng cãi nhau, so hết cái này đến cái kia. Diệp Vãn Nhi cạn lời, đừng nói chị có được không, chị ta so đo với chị, chứ không phải chị so với chị ta. Khúc Đình này là chị họ của Diệp Vãn Nhi và Tô Mạt Mạt, ba người bọn họ là chị em họ với nhau, lúc nhỏ thường gặp nhau vào mùa Tết hay họp mặt gì đó, cũng hay cùng nhau chơi đùa. Trùng hợp là Khúc Đình cũng sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với Diệp Vãn Nhi, do Khúc Đình sinh trước mấy phút nên mới được gọi là chị. Ngoài ngày sinh ra thì chiều cao hai người cũng giống nhau, ngoại trừ việc Khúc Đình không đẹp bằng Diệp Vãn Nhi, da cũng không trắng cô, mỗi lần so sánh thì mọi người lại luôn bảo Diệp Vãn Nhi xinh hơn. Hơn nữa, lúc nhỏ Diệp Vãn Nhi cũng học giỏi hơn, dù xét từ khía cạnh nào thì Diệp Vãn Nhi vẫn là người có tiền đồ hơn. Tuy nhiên, từng thứ một tích góp dần từ nhỏ, làm cho Khúc Đình rất ghét Diệp Vãn Nhi, luôn luôn so sánh với cô ở mọi nơi, nếu như có điểm không bằng cô thì âm thầm giận dữ, còn nếu có điểm vượt trội thì Khúc Đình sẽ không ngần ngại thể hiện ra. Sau này, cuối cùng gia đình Diệp Vãn Nhi cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn, từ một cô bé giàu có trở thành một cô gái nghèo khổ. Thậm chí không thể đến trường, để rồi trở nên thất học. Điều này thật sự khiến cho Khúc Đình cảm thấy vui vẻ, cô ta luôn muốn mỉa mai Diệp Vãn Nhi nhưng vẫn chưa có cơ hội, cuối cùng bây giờ cũng đã được gặp mặt rồi, không tránh được việc sẽ bị Khúc Đình châm chọc. Diệp Vãn Nhi thở dài, vì để tham gia cuộc thi này, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cắn răng đi đến nhà họ Khúc. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến nhà họ Khúc, cả ba người cùng nhau bước vào. Trong phòng khách, một người phụ nữ có đôi chân thon dài đang ngồi xem tivi, đột nhiên quay đầu lại, lộ ra vẻ giễu cợt. Ồ, chẳng phải là Vãn Nhi sao, lâu rồi không gặp, sao lại đến thăm người chị họ này rồi? Diệp Vãn Nhi cười gượng, ha ha, tôi bận công việc, không có thời gian. Khúc Đình cười nói, ồ đúng rồi, tôi nghe nói cô không học đại học liền đi làm luôn à, ha ha, không sao, không học đại học cũng tốt, bước ra xã hội trải nghiệm cuộc sống trước cũng được. Thực ra có học đại học cũng không phải chuyện quá tốt đâu. Nhưng có thể nhìn thế giới rộng hơn, có quan hệ tốt hơn một chút, có thể học được một số kỹ năng thực sự mà thôi, nhiều đó chắc ra xã hội 10 năm thì cũng học được nhỉ. Khúc Đình ra vẻ ta đây, như thể cô ta đang trò chuyện vậy, nhưng thực ra là đang mỉa mai Diệp Vãn Nhi để khoe khoang bản thân. Đôi khi vận mệnh lại đột ngột như vậy, rõ ràng xuất phát điểm của hai người hoàn toàn giống nhau. Nhưng những thay đổi đột ngột có thể khiến khoảng cách này ngay lập tức bị thu hẹp, và nó khiến cho Diệp Vãn Nhi dần mất đi cái gọi là cảm giác về sự ưu việt. Trong lòng Khúc Đình thầm nghĩ, cuộc sống thăng trầm, cảm giác nghèo khó quen thuộc lại hiện ra. Diệp Vãn Nhi không nói nên lời, trợn tròn mắt, cũng không thèm lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn Khúc Đình tự biên tự diễn. Chị họ, em cùng với chị Vãn Nhi không có vé vào cửa, còn cả bạn của cô ấy nữa. Chúng em chỉ có vé điện tử trên Zalo thôi.
Khúc Đình hơi sững sờ, cái mấy em bảo là vé của so tài thần y. Sao vậy, mấy em cũng muốn tham gia so tài thần y à? Khúc Đình nhìn Tô Mạt Mạt nói, Mạt Mạt tham gia so tài thần y còn được, dù sao nha khoa cũng là một hạng mục của chương trình, có sự kết hợp giữa Đông Tây y, cạnh tranh khá thấp, nếu thực sự thi đấu với khoa răng hàm mặt, Mạt Mạt vẫn có cơ hội vào vòng trong. Nhưng mà Vãn Nhi, Khúc Đình giả vờ tiếc, thở dài một hơi. Vãn Nhi, bây giờ cô hình như còn chẳng phải là bác sĩ thực tập đúng không, tôi nghe nói bây giờ cô đang là học việc của một y quán. Diệp Vãn Nhi gật đầu, ừ. Chậc chậc, bây giờ bệnh viện nhiều như vậy, học lực thấp cũng không sao, tại sao ngay cả tư cách làm thực tập sinh cũng không có. Diệp Vãn Nhi liếc mắt, không thích nghe mấy thứ này, liền nói. Tôi không thích đến bệnh viện, làm ở phòng khám nhỏ cũng rất tốt. Diệp Vãn Nhi đâu có nói láo đâu, bây giờ y thuật của cô ấy mặc dù không bằng mấy chuyên gia, chủ nhiệm, nhưng cũng tương đương với mấy bác sĩ ngồi khám bình thường. Khúc Đình giả bộ không quan tâm, trên thực tế lại đang châm biếm Diệp Vãn Nhi, đâm vào chỗ đau của cô ấy. Khúc Đình nghe xong, lập tức cười giễu cợt. Cô còn dùng cái giọng gì thế, thế này đi, với tư cách của cô, e rằng không lấy được vé vào vòng trong đâu, tôi nghĩ cô đừng đi làm gì, dù sao tham gia cũng tự làm mình xấu hổ thôi. Tô Mạt Mạt bị kẹp ở giữa nên xấu hổ vô cùng ấy, chị họ, sao chị nói vậy, chúng em đến nhờ chị giúp mà. Có thể lấy giúp chúng em hai tấm vé không? Khúc Đình lắc đầu, mặt lộ ra vẻ khó xử, khó lắm em ơi, bây giờ vé vào cửa khó kiếm lắm, chị không lấy nổi đâu. Diệp Vãn Nhi đứng dậy, nếu đã không lấy được thì thôi, chúng tôi đi trước đây. Nói xong, Diệp Vãn Nhi kéo Tần Lâm rời đi. Diệp Vãn Nhi trầm mặt, tỏ vẻ buồn bực không vui. Đi đến cổng, đột nhiên thở dài, thôi vậy, em đi cảm ơn cô ta một câu. Để cô ta đỡ nghĩ chúng ta không lịch sự. Diệp Vãn Nhi đang chuẩn bị vào, đột nhiên nghe thấy có người ở bên trong nói chuyện. Tô Mạt Mạt nói, chị họ, em nhớ chị bảo chị còn dư hai tấm vé mà, sao chị không đưa cho chị Vãn Nhi? Khúc Đình lạnh lùng hừ một tiếng, cho cô ta. Chị ghét nhìn thấy cô ta, nói cho em biết, chị có vé, nó ở đây này, nhưng chị không muốn cho đấy. Nói xong Khúc Đình lấy ra hai tấm vé còn dư, xong xé luôn. Chị thà xé còn hơn là cho cô ta, phiền chết mất, sau này đừng để cô ta đến nhà chị nữa, chị vừa nhìn liền khó chịu. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Vãn Nhi đứng ở cổng, mắt đầy sự thất vọng, quay người rời đi luôn. Trên đường, Diệp Vãn Nhi cũng không tỏ ra buồn bã gì, ngược lại khá thoải mái. Có họ hàng như vậy, cô ấy cũng cảm thấy khó chịu, bây giờ hành động của Khúc Đình khiến cô ấy thực sự mất hết hy vọng. Loại người như thế này tốt nhất sau này không cần phải liên lạc nữa, dù là họ hàng, nhưng trên thực tế còn chẳng bằng người lạ. Anh Tiểu Lâm, ngày mai chúng ta làm khán giả đi vậy. Tần Lâm cười nói, em còn muốn tham gia không? Đương nhiên muốn rồi, em muốn thử xem y thuật của mình đến đâu. Được, để anh gọi điện hỏi xem. Nói xong, Tần Lâm rút điện thoại ra, gọi cho Lôi Hồng. Tiểu Hồng, cậu Tần, có chuyện gì vậy? Như thế này, tôi và bạn muốn tham gia so tài thần y, cần hai tấm vé nên hỏi chị. Lôi Hồng sững sờ, đương nhiên không thành vấn đề, có điều cậu tham gia so tài thần y chẳng phải là bắt nạt người khác quá sao. Lôi Hồng biết Tần Lâm là người thế nào, là Tần Đại Sư vô cùng nổi tiếng, bác sĩ trưởng của Đại hội Đông Y trên đài truyền hình Trung ương. Đó là đội hình thế nào chứ? Người ở trên sân khấu nghe Tần Lâm giảng bài đều là các bậc thầy Đông Y vô cùng có tài, có kinh nghiệm. Và là chuyên gia cao cấp trên mọi phương diện. Nhưng dù vậy, mấy vị chuyên gia giàu kinh nghiệm ấy vẫn bị phương pháp của Tần Lâm chinh phục, có thể thấy Tần Đại Sư có bản lĩnh đến đâu. Chương trình so tài thần y này chẳng qua chỉ là một trận so tài nhỏ mà thôi, nếu Tần Đại Sư mà tranh tài với bọn họ thì đúng là bắt nạt bọn họ mà. Tần Lâm cười, tôi chẳng qua muốn tham gia cùng bạn thôi, tôi chỉ làm nền cho bạn mình thôi. Được, vậy tôi lập tức kiếm hai tấm vé cho cậu. Lôi Hồng mặc dù không có liên quan đến phương diện Đông Y, nhưng ở tỉnh lỵ này, có ai không nể mặt Lôi Hồng chứ? Đừng nói là hai tấm vé, cho dù là vị trí chuyên gia chính trên sân khấu, cô ấy cũng kiếm được. Chẳng mấy chốc, Lão Toàn đã đưa ra hai tấm vé VIP, có thể vào thẳng vòng trong, không cần tham gia vòng tuyển chọn. Diệp Vãn Nhi cầm lấy tấm vé, vô cùng vui vẻ. Tốt quá, ngày mai anh Tiểu Lâm đừng giúp em nhé,
em phải dựa vào thực lực của mình để tham gia cuộc thi. Tần Lâm mỉm cười, cũng không nói gì, trong mắt anh cuộc so tài thần y này chỉ là một trò chơi mà thôi. Sáng ngày hôm sau, Diệp Vãn Nhi và Tần Lâm đến trung tâm hội nghị tỉnh lỵ, đây là một hội trường có diện tích tầm trung, so tài y thuật không có người nhiều tham gia, đối với ngành nghề này cũng không có nhiều người hứng thú. Nhưng hôm nay có vô vàn người đến, bởi vì chuyện đại hội đông y lúc trước nên có rất nhiều người quan tâm đến đông y, mọi người đều có tình yêu dân tộc, tình yêu tổ quốc, cảm thấy phát huy đông y là một chuyện vô cùng đáng tự hào. Đến cửa soát vé, có không ít phóng viên đang vây ở đây, hy vọng có thể phỏng vấn được một bác sĩ nổi tiếng. Tiếc là lần tham gia đại hội đông y anh đeo mặt nạ nên không ai nhận ra anh, cũng đỡ phiền phức hơn nhiều. Tần Lâm và Diệp Vãn Nhi đến cửa soát vé xếp hàng, đột nhiên nhìn thấy Khúc Đình và Tô Mạt Mạt. Khúc Đình nhíu mày, hai người làm gì ở đây? Diệp Vãn Nhi nói, đương nhiên chúng tôi đến để tham gia cuộc thi. Khúc Đình lạnh lùng hừ một tiếng, tham gia. Mấy người lấy đâu ra vé? Chẳng nhẽ định xin tôi vé chắc? Tôi nói với mấy người rồi, tôi không có dư vé, tại sao mấy người còn đến? Diệp Vãn Nhi liếc mắt, vô cùng cạn lời. Chẳng nhẽ cứ phải dùng vé của chị mới vô trong được à? Chúng tôi tự có vé. Khúc Đình cười, mấy người có vé? Mấy người có vé á? Vé điện tử trên Zalo á? Mấy người đừng có đùa tôi, đó vé của quần chúng, không soát vé ở đây. Diệp Vãn Nhi thấy phiền, liền quay đầu đi không thèm nói chuyện với cô ta nữa. Tô Mạt Mạt bị kẹp ở giữa cũng cảm thấy khó xử, đến chỗ Diệp Vãn Nhi nói nhỏ. Chị họ. Hai người thật sự có vé à? Diệp Vãn Nhi gật đầu, ừ, yên tâm đi. Vậy thì tốt, tí nữa mấy người cứ đi vào khu tuyển chọn của vòng tuyển chọn đi, chị họ Khúc Đình có vé vào thẳng vòng trong, không cần tham gia vòng tuyển chọn. Cái gọi là vòng tuyển chọn và vòng trong, thực ra là tham khảo mấy chương trình tìm kiếm tài năng mà làm ra. Đương nhiên không phức tạp như vậy, vòng tuyển chọn là để lựa chọn những bác sĩ bình thường, lựa chọn mấy thực tập sinh không có tài. Thêm vào cho đủ sĩ số. Diệp Vãn Nhi gật đầu, cũng không nói nhiều, vừa nãy anh Tiểu Lâm nói rồi, vé của bọn họ là vé vào thẳng vòng trong. Chẳng mấy chốc, mọi người đã đi vào khu soát vé. Sau khi vào trong lại gặp Khúc Đình thêm lần nữa, Khúc Đình nhíu mày, sắc mặt thay đổi. Diệp Vãn Nhi, cô bị sao vậy, sao cứ làm loạn thế, cô biết tự tiện xông vào khu bên trong sẽ có hậu quả thế nào không? Nếu bị người ta phát hiện, bị đuổi ra còn nhẹ đó, không khéo còn bị cảnh sát bắt lại. Diệp Vãn Nhi trợn mắt nhìn cô ta, không thèm nể nang. Chị họ, bọn chị có vé, sao chị cứ nghĩ chúng tôi không có vé nhỉ? Khúc Đình lạnh lùng cười, cô đùa cái gì thế? Hai người nếu thực sự có vé thì sẽ đi từ cửa tuyển chọn vào chắc. Bây giờ mấy người đi vào khu trong với tôi, rõ ràng là không biết lưu trình trên vé. Cô giả vờ cái gì, đều là họ hàng, chẳng nhẽ tôi lại báo cáo cô. Mặt Khúc Đình lạnh như tiền, hừ một tiếng, sau đó đi lướt qua người bọn họ, tỏ vẻ không quan tâm. Khúc Đình không tin Diệp Vãn Nhi có thể kiếm được vé, càng không tin bọn họ có vé vào được vòng trong. Muốn vào thẳng vòng trong, không cần qua vòng tuyển chọn, nhất định phải được người ở tỉnh lỵ giới thiệu, phải là mấy chuyên gia, chủ nhiệm, hoặc những bác sĩ ở những phòng khám tư nhân nổi tiếng. Diệp Vãn Nhi chỉ là học việc của một phòng khám nhỏ ở Đông Hải, sao có quan hệ ở tỉnh lỵ chứ? Nhìn Khúc Đình óng ẹo, kiêu căng, Diệp Vãn Nhi tức điên người, trợn trắng mắt, suýt nữa thổ huyết. Cái cô Khúc Đình này kiêu ngạo quá. Diệp Vãn Nhi và Tần Lâm ngồi vào cùng đám người, vòng tuyển chọn chẳng mấy chốc đã kết thúc, đều là mấy chuyên gia lão làng, hỏi vài câu liền biết có phải là thêm vào cho đủ doanh số không. Sau khi thí sinh vòng trong ngồi đủ rồi, một người đàn ông trung niên mặc áo blue trắng lên sân khấu, ngồi ở vị chủ trì, đằng trước là một sân khấu nhỏ. Dùng để so tài y thuật, có hai chiếc giường bệnh được đặt trên đó, xung quanh đặt rất nhiều dụng cụ y khoa thường dùng. Được rồi, những thí sinh vào vòng trong được coi là chính thức tham gia cuộc thi rồi, tiếp theo là vòng loại, một đấu một, ba trận thắng hai liền thắng, có thể đưa theo một người trợ thủ. Thí sinh thứ nhất là bác sĩ chủ nhiệm của Bệnh viện Chỉnh Hình Tỉnh, Khúc Đình. Khúc Đình đứng dậy, mọi người lập tức vỗ tay. Một là vì cô ta là đồng nghiệp cùng ngành Tây y với bọn họ. Hai là vì Khúc Đình cũng được coi là mỹ nữ, mọi người đều huýt sáo cổ vũ khiến cho không khí sôi động hơn. So tài với Khúc Đình là bác sĩ đông y của y quán Hiên Viên, Diệp Vãn Nhi. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà,
mới là vòng thi thứ nhất mà Khúc Đình đã đụng độ với Diệp Vãn Nhi rồi. Hai người sững sờ, Khúc Đình trợn to mắt, có chút không tin vào mắt mình. Sau khi Diệp Vãn Nhi đứng dậy, tiếng vỗ tay thưa thớt dần. Mặc dù Diệp Vãn Nhi cũng là mỹ nữ, có điều cô ấy là người Đông Hải, hơn nữa còn là bác sĩ đông y, vậy nên người cổ vũ cô ấy khá ít. Diệp Vãn Nhi lên sân khấu, đứng cùng chỗ với Khúc Đình, người bên dưới khán đài vui vẻ không thôi. Lần so tài thần y này thú vị ghê, là trận so tài giữa Đông Tây y, hơn nữa còn là giữa hai đại mỹ nữ xinh đẹp như tiên. Thực ra trên khán đài mọi người đều khá hòa thuận, nhưng vẫn thầm chia làm hai phe lớn, một bên Đông y, một bên Tây y. Đông Tây y cạnh tranh nhiều năm rồi, đến nay vẫn chưa phân cao thấp, trường phái nào cũng cảm thấy mình giỏi hơn. Hiện nay, Diệp Vãn Nhi và Khúc Đình đứng trên sân khấu tham gia so tài, họ chính là đại diện cho cuộc so tài chính thức vòng thứ nhất giữa Đông y và Tây y. Khúc Đình cười khẩy, vốn có hơi lo lắng, không ngờ ngay vòng đầu đã gặp Diệp Vãn Nhi. Vậy chẳng phải là thắng chắc rồi sao? Diệp Vãn Nhi xuất thân nghèo khổ, không được học đại học, không được trải qua quá trình rèn luyện bài bản, còn chưa từng làm ở bệnh viện bao giờ, chỉ làm học việc ở một y quán nhỏ tầm thường, sao có khả năng cạnh tranh chứ? Hai người bọn họ chắc chắn không cùng trình độ. Khúc Đình cười, Diệp Vãn Nhi, chị em ta có duyên ghê, tôi sẽ không nương tay với cô đâu. Diệp Vãn Nhi cũng cười nhạt, tôi cũng vậy. Nói xong hai người ai ngồi vào vị trí của người nấy, chẳng mấy chốc, hai người bệnh đã đi lên. MC bắt đầu tuyên bố quy tắc. Cuộc so tài thần y lần này có quy tắc khá công bằng, họ tìm hai người bệnh có chứng bệnh tương đương nhau, để cho hai bác sĩ cùng lúc tiến hành chẩn đoán và điều trị, ai có thể chữa khỏi là thắng. Nếu như đều chữa khỏi thì ai chữa xong trước, người ấy thắng. Vòng thứ nhất, người bệnh là hai người phụ nữ trẻ tuổi. Trông có vẻ khoảng 27-28 tuổi, hai người lên sân khấu xong đều chỉ vào cổ họng mình, nhưng không nói gì. MC nói, hai người bệnh này đột nhiên bị mất giọng, bệnh tình kéo dài khoảng một ngày rồi, triệu chứng khá tương đồng, mời hai vị bắt đầu chữa. Nguyên nhân mất giọng có rất nhiều, hét lâu có thể dẫn đến mất giọng, cũng có thể là do cảm lạnh, hoặc do cổ họng bị tổn thương. Mặc dù đều có triệu chứng biểu hiện ra bên ngoài, nhưng nguyên nhân trên thực tế thì chưa chắc là vậy. May mà, Diệp Vãn Nhi khá quen với mấy chứng bệnh này, nó thuộc loại bệnh thường thấy, dễ chữa trị. Diệp Vãn Nhi bắt mạch xong, còn Khúc Đình cũng bắt đầu đeo ống nghe lên để khám bệnh, dùng que đè lưỡi để kiểm tra cổ họng. Sự khác biệt giữa Đông y và Tây y có thể thấy rõ ở bước này. Tây y thông qua quan sát từ bên ngoài để chẩn đoán nguyên nhân bên trong cơ thể, còn Đông y lại thông qua nguyên nhân bên trong cơ thể để chẩn đoán căn nguyên của bệnh. Sau khi chẩn đoán được người bệnh được bị cảm lạnh nên mất giọng, Diệp Vãn Nhi chuẩn bị tẩu quán. Tẩu quán là một loại rác hơi, dùng chiếc cốc rác hơi nhỏ đặt lên lưng người bệnh, sau khi hút vào lưng người bệnh liền kéo ra, để cốc rác hơi tự di chuyển trên người người bệnh, cho đến khi hút hết toàn bộ khí lạnh, có thể thấy hiệu quả ngay tức thì. Diệp Vãn Nhi bắt đầu tẩu quán, Khúc Đình cũng kiểm tra xong. Khúc Đình có hơi khó khăn, đây không phải bệnh nặng, nhưng muốn thấy hiệu quả tức thì không dễ. Sau khi uống thuốc, ít nhất 20 phút mới có thể thấy hiệu quả, nếu như cơ thể người bệnh có độ kháng thuốc cao thì khẻo nửa tiếng mới có hiệu quả. Nhưng bên Đông y kia, sau khi tẩu quán, chẳng mấy chốc đã có thể nói. Mọi người đều biết, Đông y thường có hiệu quả khá chậm, nếu như thua tốc độ của Đông y thì đúng là quá mất mặt. Khúc Đình hơi do dự, cầm hai viên thuốc lên, vốn chỉ nên dùng một viên thôi, nhưng vì thắng, cô ta kê thêm một viên nữa. Dù sao cũng không có tác dụng phụ gì. Nghiền hai viên thuốc thành bột, rồi chuẩn bị một bình nước có ga, cho người bệnh uống cùng. Khoảng 5-6 phút sau, bệnh nhân của Diệp Vãn Nhi chỉ vào cổ họng của mình, cười ha ha nói. Hình như có chút cảm giác rồi. Âm thanh mặc dù nhỏ, nhưng đã thấy hiệu quả bước đầu. Hiển nhiên, phương pháp của Diệp Vãn Nhi có tác dụng rồi. Hơn nữa còn có hiệu quả thấy rõ. Khúc Đình nhìn thấy cảnh này. Sắc mặt thay đổi, vội vàng đánh mắt với bác sĩ trung niên dưới sân khấu. Bác sĩ đó là Dương Uy, bạn trai của Khúc Đình, chuyên gia của Bệnh viện Trung ương tỉnh. Khá có quyền lực trong ngành, có điều quan hệ giữa hai người vẫn chưa được công khai, rất nhiều người không biết. Dương Uy gật đầu, sau đó bước ra sau cánh gà. MC nhìn thấy hai người bệnh đều đứng dậy, cầm hai chiếc mic lên. Có vẻ như hai bệnh nhân chuẩn bị tốt rồi.
nếu đã vậy, chúng ta bắt đầu kiểm tra xem thành quả trị liệu. MC nói xong, đánh mắt ý bảo hai người bệnh có thể nói. Bệnh nhân của Khúc Đình sắc mặt hơi tái, trán toát đầy mồ hôi, cầm mic lên, nhưng vẫn mở miệng nói. Chào mọi người, bây giờ tôi cảm thấy ổn rồi, có thể nói chuyện, có điều toát hơi nhiều mồ hôi. Giọng khá yếu, có điều có thể nghe thấy rõ, trên khán đài bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt. Đều là người trong ngành, ai chẳng biết chuyện gì đang xảy ra chứ. Người bệnh chảy mồ hôi, vừa nhìn liền biết là lượng thuốc quá cao dẫn đến tác dụng phụ. Có điều mọi người cũng không lên tiếng, vì thắng, dùng mấy mánh khỏe nhỏ này cũng chẳng mất gì, dù sao cũng không gây tổn hại lớn đến người bệnh, chỉ có điều hành vi này không được hay cho lắm. Diệp Vãn Nhi thấy vậy, mặt lộ ra vẻ yên tâm, có vẻ như vòng này cô ấy thắng chắc rồi. Người bệnh của cô ấy không phải chịu bất kỳ tác dụng phụ nào, hơn nữa khi nói chuyện còn rất rõ ràng, nếu xét về hiệu quả của cách chữa thì thắng chắc rồi. Hơn nữa người bệnh của Khúc Đình còn chịu tác dụng phụ của thuốc, còn cô chỉ làm rác hơi nên không có tác dụng phụ, dù nói thế nào thì vẫn là cô ấy thắng. Cô gái cầm mic lên, vừa định nói, há miệng ra, nhưng không có bất kỳ tiếng gì. Cô gái lập tức sững sờ, cúi đầu nhìn mic, sắc mặt hơi hoang mang. MC đột nhiên nói, Khúc Đình giành phần thắng. Nói xong, mấy nhân viên công tác vội đỡ hai cô gái đưa vào trong. Diệp Vãn Nhi cảm thấy khá hoang mang, vội vàng cầm mic lên. Alo, alo, alo. Diệp Vãn Nhi cầm lên thì lại có tiếng. Mọi người ở bên dưới đều không hiểu, có vẻ như bệnh nhân của Diệp Vãn Nhi không có đỡ, chữa trị thất bại, chữa xong vẫn bị mất tiếng, vậy nên trọng tài mới phán quyết Diệp Vãn Nhi thua. Diệp Vãn Nhi nhíu mày, có hơi bất lực, vừa nãy mic có vấn đề rồi. Người bệnh vẫn luôn nói chuyện với cô ấy, rõ ràng đã khỏi bệnh rồi, lúc cầm mic lên lại không có tiếng, nhưng chỉ có mình Diệp Vãn Nhi thấy vậy, khán giả dưới sân khấu không nghe thấy. Lúc nãy, nhất định có người đã chỉnh lại mic. Diệp Vãn Nhi quay đầu trợn mắt nhìn Khúc Đình, mặt vô cùng tức giận. Cạnh tranh công bằng mà lại dở cho tiểu nhân, đúng là độc ác. So tài y thuật mà có thể chơi bẩn như thế sao? Khúc Đình lộ vẻ khinh thường, cười khẩy một tiếng, ngồi về chỗ, chẳng hề phản ứng lại. Muốn đấu với tôi, cô còn non lắm. Tần Lâm ở dưới khán đài nhíu mày, anh nhìn thấy rõ Diệp Vãn Nhi chữa bệnh rất chuẩn xác, người bệnh lại không thể phát ra bất kỳ tiếng gì, rõ ràng là có vấn đề, có vẻ như MC trọng tài này và Khúc Đình có vấn đề. Có điều may mà ba trận cần hai trận thắng, chỉ thua một trận mà thôi. Về sau vẫn còn cơ hội chuyển mình. Khúc Đình và Diệp Vãn Nhi lại ngồi về chỗ của mình, Khúc Đình không để ý mà nhìn xuống dưới sân khấu, Dương Uy nhếch lông mày, đánh mắt với cô ta, hai người ngầm hiểu ý nhau. Diệp Vãn Nhi muốn thắng chỉ có nằm mơ. Vòng thứ nhất kết thúc, MC tuyên bố. Vòng thứ hai bắt đầu. Sau đó, hai người bệnh khác lại được đưa lên sân khấu. Lần này là hai ông lão lớn tuổi, trông khoảng hơn 60 tuổi. Hai người khi lên trông có vẻ rất bình thường, nhưng lại ôm bụng. Hai ông lão này bị đau bụng, đây là triệu chứng thông thường, không biết hai bác sĩ ai là người giỏi hơn. Xin mời bắt đầu. Lời vừa dứt, hai người bắt đầu chẩn đoán. Diệp Vãn Nhi cũng không suy nghĩ chuyện vừa nãy nữa, nghiêm túc khám bệnh. Người bệnh bị đau bụng, có rất nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân lớn nhất là khí lạnh quá nhiều. Loại khí lạnh này có thể là khí lạnh bên trong cơ thể. Cũng có thể là khí lạnh bên trong thức ăn. Qua việc bắt mạch, Diệp Vãn Nhi biết được nguyên nhân là do đồ ăn có quá nhiều khí lạnh dẫn đến đau dạ dày. Bệnh nhỏ, dễ chữa, cho dù là Diệp Vãn Nhi cũng có đến mấy chục cách để chữa. Có điều đang so tài nên cô quyết định chọn cách nhanh nhất. Diệp Vãn Nhi đương nhiên không giống Khúc Đình, dùng mấy phương pháp có tác dụng phụ lớn để đẩy nhanh tốc độ khỏi bệnh. Diệp Vãn Nhi đi ra sau sân khấu lấy một chậu nước nóng. Cởi giày và tất của ông lão ra, ngâm vào trong nước nóng, sau đó bốc mấy vị thuốc, bắt đầu nghiền. Vừa nghiền vừa thêm nước, sau đó đặt lên một tấm giấy dai. Ông lão, ông vén áo lên được không, thuốc cao này cần dán lên lưng ông. Ông lão vén áo lên, Diệp Vãn Nhi cầm lấy thuốc cao, dán lên lưng ông lão, đúng vị trí đối diện với rốn. Sau đó, Diệp Vãn Nhi bắt đầu xoa lưng ông lão. Thuốc cao đẩy nhanh tác dụng của việc ngâm chân, việc này giúp đẩy nhanh hiệu quả của cách chữa bệnh đau bụng. Tần Lâm ở khán đài nhìn thấy vậy cũng gật đầu, lộ ra vẻ tán dương,
Diệp Vãn Nhi rất có thiên phú trong việc học đông y, cách thức chữa trị này rất đúng với ý của Tần Lâm. Sau khi trải qua một loạt động tác như vậy, sắc mặt ông lão lập tức tốt hơn nhiều, sau lưng toát mồ hôi, bụng hiển nhiên thoải mái hơn nhiều. Mà ông lão khác sau khi dùng thuốc Tây, sắc mặt lại vô cùng khó coi. Hai người chữa bệnh xong, có vẻ như chẳng có trở ngại gì, nhưng tốc độ chữa của Diệp Vãn Nhi nhanh hơn một chút. Trận này muốn phân thắng bại, thực ra không thể nhanh như vậy, cần phải để cho người bệnh ngồi nghỉ ngơi một lúc, bọn họ tiến hành trận đấu thứ ba trước. Trong thời gian nghỉ ngơi, nếu người bệnh nào có biểu hiện không ổn, muốn đi nhà tiêu, thì coi như thua. Trận thứ ba chuẩn bị bắt đầu, người bệnh đã lên sân khấu để chuẩn bị được khám bệnh. Đột nhiên người bệnh của Khúc Đình nhíu mày, mặt mày tái nhợt. Không ổn rồi, tôi phải đi vệ sinh. Sắc mặt Khúc Đình thay đổi, ông à, ông nhịn một chút, tôi cho ông 500. Ông lão nghe xong liền nghiến răng. Được, nhắm mắt cố gắng chịu đựng. Khúc Đình nhìn ông lão đối diện, sau khi được Diệp Vãn Nhi chữa, vẻ mặt vô cùng hồng hào, có vẻ như chẳng xảy ra chuyện gì. Khúc Đình nhíu mày, trong lòng thầm mắng, đúng là điên người mà, con nhãi này mà có y thuật cao siêu vậy sao? Khúc Đình cũng là bác sĩ chủ nhiệm, có trình độ y khoa nhất định, cô ta mà thua Diệp Vãn Nhi, thì rõ ràng là do Diệp Vãn Nhi quá lợi hại, trẻ như vậy mà có y thuật cao đến thế sao? Rốt cuộc cô ấy học từ ai chứ? Không được, cứ thế này thì thua mất. Khúc Đình vội vàng gửi tin nhắn cho Dương Uy, chẳng mấy chốc, một nhân viên công tác đi lên, đến trước mặt ông lão, nói nhỏ. Ông lão, ông chủ của ông bị ngã trong phòng vệ sinh. Cái gì? Ông lão kích động đứng dậy, vội vàng chạy ra sau cánh gà, xông thẳng vào nhà vệ sinh, ông lão gặp chuyện rồi nên mới chạy nhanh như bay vậy. MC trên sân khấu thấy vậy, liền nói. Trận thứ hai Khúc Đình thắng. Khúc Đình thắng liên tiếp hai trận, lần so tài này Khúc Đình thắng. Sắc mặt Diệp Vãn Nhi vô cùng khó coi, cái gì thế này? Rõ ràng là có dàn xếp mà. Ông lão vừa nãy tự nhiên chạy đi, nhất định là vì nhân viên công tác đã nói gì với ông lão, mọi người đều có kinh nghiệm, nếu như vì đau bụng mà chạy thì nhất định sẽ không như vậy, đau bụng nhất định sẽ ôm bụng mà chạy. Diệp Vãn Nhi đứng dậy nói, như thế không công bằng. Ông lão lúc nãy không bị đau bụng mà đi vệ sinh, mấy người không điều tra kỹ đã đoán định thắng thua. Qua loa quá. Diệp Vãn Nhi ngày thường vô cùng dịu dàng, nhưng bị bắt nạt như vậy vẫn khá tức. MC cười ha ha nói, cũng không có cách nào khác, tiêu chuẩn phán định thắng thua đã vậy, xin lỗi Diệp tiểu thư, cô bị loại rồi. Diệp Vãn Nhi tức đến mức tái mét mặt, tức giận đi xuống khán đài, ngồi cạnh Tần Lâm, viền mắt hồng hồng, trông như sắp khóc. Tần Lâm xoa đầu cô ấy, an ủi cô ấy. Diệp Vãn Nhi bĩu môi nói, bắt nạt người khác quá đi mất, đã có dàn xếp kết quả như vậy thì thi làm gì nữa. Tần Lâm cười nhạt, yên tâm, anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Tần Lâm vốn không chuẩn bị để lên sân khấu, dù sao trận tỉ thí nhỏ này cũng không đáng để anh lên. Nhưng Diệp Vãn Nhi lại bị đối xử bất công như vậy khiến Tần Lâm vô cùng tức giận, nếu đã không muốn công bằng. Vậy anh sẽ cho bọn họ biết thế nào gọi là bị đè bẹp. Diệp Vãn Nhi sững sờ, anh Tiểu Lâm, bọn họ rõ ràng ăn gian, cho dù anh có lên, y thuật của anh vẫn bị bọn họ chôn vùi thôi. Tần Lâm nói, yên tâm đi, trước y thuật tuyệt đối, chút mánh khóe này chẳng có tác dụng gì đâu. Sau khi qua vòng 1, Khúc Đình thuận lợi thăng cấp. Vòng loại thứ 2 bắt đầu, đối thủ thứ nhất của Khúc Đình là Tần Lâm. Do chương trình so tài thần y cố gắng sắp xếp theo tuổi tác tương đương dễ được xếp cùng một cặp. Trên nguyên tắc là một bác sĩ Tây y đấu với một bác sĩ Đông y, như vậy mới thêm phần thú vị. Vậy nên Tần Lâm và Khúc Đình đối đầu cũng là chuyện có thể đoán trước. Khúc Đình lạnh lùng hừ một tiếng, Diệp Vãn Nhi cũng thua tôi rồi, mà anh còn có gan để đấu với tôi, đúng là làm trò. Tần Lâm lạnh lùng không nói gì. Hai người ngồi xuống. Bệnh nhân lượt thứ nhất lên sân khấu. Hai người đều ôm lấy cánh tay mình, dáng vẻ vô cùng đau đớn. Hai người bệnh này đều bị trật khớp, chỉnh hình là một khoa vô cùng quan trọng trong giới y học của chúng ta, vậy nên lần này chúng ta sẽ so xem tốc độ. Khi MC đang giới thiệu, Tần Lâm tiến lên, tóm lấy tay người bệnh, một tay ấn lấy vai anh ta, sau đó dùng sức bóp một cái. Rắc một tiếng, tay người bệnh đã khỏi. Người bệnh nhe răng há miệng cử động một chút, sau đó lộ vẻ kinh ngạc. Khỏi rồi, thật sự khỏi rồi,
Nhanh quá. Bác sĩ dưới khán đài đều sững sờ. Như thế này thì nhanh quá. MC còn chưa nói xong, Tần Lâm đã chữa xong rồi, lại nhìn sang bên Khúc Đình, còn chưa kịp kiểm tra nữa. Tốc độ chữa bệnh của Tần Lâm khiến mọi người kinh ngạc. Mấy chuyên gia lão làng của khoa chỉnh hình cũng trợn to mắt, đứng lên, nhìn chằm chằm vào cảnh trên sân khấu. Tiếc là máy quay còn chưa kịp ghi hình, nếu không cảnh vừa nãy của Tần Lâm mà được quay lại, sau này có thể tua chậm lại để xem. Mẹ kiếp, nhanh quá đi mất. Người bệnh còn chưa chuẩn bị xong, anh đã chữa xong bệnh rồi. Trong tình huống thông thường, bị trật khớp có rất nhiều loại, vị trí khác nhau, phương pháp chỉnh khớp cũng khác nhau. Vậy nên đầu tiên phải kiểm tra, ấn bóp, hỏi xem người bệnh đau chỗ nào, không đau chỗ nào, sau đó mới chẩn đoán vị trí bị trật khớp cùng cách chỉnh khớp. Tuy nhiên Tần Lâm chẳng cần phán đoán như vậy, liền tiến lên tóm lấy tay người ta để chỉnh khớp. Chuyên gia dưới sân khấu đều đoán giả đoán non, có thể là cái giây phút Tần Lâm tóm lấy cánh tay của đối phương đã đoán ra vị trí bị trật khớp của anh ta. Đúng là tốc độ tia chớp mà. Diệp Vãn Nhi dưới sân khấu cười, anh Tiểu Lâm đúng là lợi hại, còn chẳng cho đối phương có cơ hội ăn gian. Mấy thủ đoạn kia chẳng có tác dụng gì với Tần Lâm. Tần Lâm bây giờ đã chữa trị xong rồi, chẳng nhẽ có thể tuyên bố Tần Lâm thua sao? Khán giả bên dưới đâu có mù. Khúc Đình trợn to mắt, còn chưa đợi nói hết câu, Tần Lâm đã chữa xong rồi, vậy phải làm thế nào? Nhìn Dương Uy dưới sân khấu, Dương Uy cũng nhíu mày, chuyện này khó có thể chơi bẩn rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Trọng tài trên sân khấu tuyên bố, vòng thứ nhất, Tần Lâm thắng. Vòng thứ nhất kết thúc, lượt người bệnh thứ hai lên sân khấu. Hai người bệnh bước đi khập khiễng, hình như có vấn đề về đi đứng, có vẻ như chân có vấn đề. Khi trên sân khấu, Dương Uy đánh mắt với người bệnh của Tần Lâm, hai người nhìn nhau, ngầm hiểu ý nhau. Không còn cách nào khác, trọng tài đã dở trò rồi, nhưng tốc độ chữa bệnh của Tần Lâm nhanh quá, không cho bọn họ có cơ hội, chỉ có thể ra tay với người bệnh sau. Cho người bệnh 10.000 tệ, để bệnh của anh ta chữa không khỏi. Loại cuộc thi này cơ bản đều dựa vào việc người bệnh nói ra cảm giác của mình, mặc dù anh chữa khỏi rồi, nhưng tôi cảm thấy vẫn khó chịu thì bác sĩ cũng hết cách. Sau khi ngồi xuống, người bệnh chỉ vào chân mình, mấy ngày trước khi qua đường bị trẹo chân nên mới vậy. Tần Lâm vén quần anh ta lên, nhìn thấy mắt cá chân sưng to đến tím tái. Dễ xử lý. Nếu như là bác sĩ bình thường, chắc phải mất 2-3 ngày mới chữa khỏi, nhưng Tần Lâm đã ra tay thì sẽ xong việc ngay. Một cây kim bạc khá thô đâm vào mắt cá chân, máu bắt đầu chảy ra, chảy toàn máu bầm màu đen. Cùng lúc, Tần Lâm đứng bên nghiền thảo dược, pha bột thảo dược với nước, tạo thành thuốc cao, đợi máu bầm chảy hết, đắp thuốc cao lên. Sau đó, Tần Lâm bấm huyệt 2 lần vào vị trí trên bắp chân, để người bệnh mất cảm giác đau đớn. Trong khi băng bó, còn cẩn thận đắp thêm thuốc cao vào. Mấy động tác này trôi chảy vô cùng, mấy bác sĩ đông y bên dưới đều giơ ngón trỏ. Tốc độ nhanh quá. Mặc dù Tần Lâm rất ung dung thong thả chữa, nhưng hiệu suất rất cao, nhẹ nhàng mà chữa trị nhanh như chớp. Chắc tay quá, vừa nhanh vừa chắc chắn, cậu thanh niên này không đơn giản nhỉ. Không chỉ không đơn giản, anh xem cậu ấy nghiền thuốc chưa, không dư bất kỳ động tác thừa nào, chẳng mấy chốc đã pha xong thuốc cao, lợi hại quá. Đây đúng là phải thành thạo lắm thì mới làm được như vậy, chắc dù có là tôi thì cũng không làm tốt được như vậy. Mấy chuyên gia của giới đông y trên khán đài khen ngợi Tần Lâm không dứt miệng. Bên này đã xong rồi, còn Khúc Đình ở bên kia mới bắt đầu loại bỏ máu bầm, Khúc Đình hơi hoảng, tay chân vụng về băng bó cho người bệnh. Khoảng 5 phút sau mới xong. MC nói, mời hai vị tiến lên đi lại một lúc. Lời vừa dứt, Dương Uy dưới sân khấu đánh mắt với bệnh nhân của Tần Lâm, đến lượt anh ta biểu diễn rồi. Người bệnh đó gật đầu, thực ra Tần Lâm chữa khỏi cho anh ta rồi, hiện nay chân không hề đau nữa nhưng để lấy được tiền thì vẫn phải giả vờ. Bệnh nhân của Khúc Đình đứng dậy, khập khiễng đi lại, cười he he nói. Không đau nữa, có điều không dám đi. Khúc Đình cười mỉm, đừng sốt ruột, ngày mai là đỡ thôi. Với y thuật của Khúc Đình, rất khó có thể thấy hiệu quả ngay tức thì, hơn nữa bệnh này không phải loại bệnh có thể chữa khỏi ngay lập tức, có thể chữa cho người bệnh khỏi đến mức này đã là đạt yêu cầu rồi. Mọi người đều nhìn về phía Tần Lâm, người bệnh của anh nghiến răng, đứng dậy, giả vẻ đau, giả như đi mấy bước thôi mà cũng khó khăn vô cùng.
Tần Lâm cười nhạt, bưng cốc nước lên, đưa qua. Đừng lo, uống xong cốc nước này rồi hẵng đi. Người bệnh không quan tâm, nhận lấy cốc nước, kết quả vừa cầm lấy cốc nước, lập tức hét lên. Nóng nóng nóng. Cốc nước đầy nước sôi, khiến người bệnh thả tay ra. Cốc nước trên tay rơi xuống đất vỡ vụn, nước sôi bắn tung tóe, rơi trên chân, khiến người bệnh bị đau, hai chân nhảy lên, bắt đầu khiêu vũ trên sân khấu. Ái ôi, nóng chết mất, nóng chết mất. Hai chân người bệnh nhảy nhót như bay, nhảy như chẳng hề bị gì, đi lại cũng không có vấn đề. Trong nháy mắt, mọi người dưới khán đài đều vỗ tay, đa phần tiếng vỗ tay đều đến từ mấy bác sĩ đông y cùng ngành. Mấy vòng thi trước đều là Tây y giành chiến thắng, đông y bọn họ luôn bị đàn áp, cũng khá cảm thấy mất mặt. Lần này cuối cùng cũng có người ra tay thay bọn họ trở mình. Sắc mặt Khúc Đình vô cùng khó coi, không ngờ lại không thể đánh bại Tần Lâm, đúng là tức điên mà. Mua chuộc trọng tài, mua chuộc người bệnh, cho dù là như thế Tần Lâm vẫn giành chiến thắng. Dưới ánh mắt của mọi người, trọng tài cũng không có cách nào khác, chỉ có thể tuyên bố Tần Lâm giành chiến thắng, Khúc Đình bị loại. Sau khi xuống sân khấu, Khúc Đình bắt đầu khóc. Dương Uy ôm cô ta vào lòng, nói, Đình Đình, đừng khóc, có anh ở đây, anh giúp em báo thù. Nói xong, Dương Uy lên sân khấu. Dương Uy vừa lên, mọi người lập tức yên lặng. Sau vòng loại này, vòng tiếp theo là thi đấu với chuyên gia, có thể vào đến vòng này, ngoại trừ người giành chiến thắng còn có chuyên gia trong các lĩnh vực. Mấy chuyên gia này không cần thi mà có thể thăng cấp. Còn so tài giữa tổ chuyên gia cũng không phức tạp đến vậy, một trận là quyết định thắng thua. Sau khi Dương Uy đi lên, nhìn Tần Lâm, mặt coi thường mà nói. Trẻ như vậy mà may mắn nhỉ, để cậu chữa hai người bệnh dễ chữa như vậy, nếu cậu biết chữa, vậy tôi tìm cho cậu người bệnh đặc biệt để chữa, thấy thế nào? Nếu như cậu chữa khỏi, tôi sẽ nhận thua. Mặt Tần Lâm lạnh như tiền, tùy ông. Được, cậu đợi đấy. Nói xong, Dương Uy đánh mắt với người dưới khán đài, đó là một nhân viên công tác dắt theo một con chó. Đây là một con Golden Retriever, cơ thể to lớn, có điều tầm nhìn đờ đẫn, tinh thần không phấn chấn. Dương Uy cười khẩy, thế nào, người bệnh này, hắt xì. Người bệnh này thì sao? Dương Uy bị dị ứng lông chó, vậy nên đưa con chó này lên khiến ông ta bị hắt hơi liên tục. Dương Uy nói xong, bên dưới liền ồn ào như chợ vỡ. Đúng là sỉ nhục đông y. Có thì đưa người bệnh thật sự vào để thi tài, chúng tôi là đông y, không phải thú y. Mấy người chẳng phải là không chịu thua sao? Không chịu thua thì cút. Chuyên gia thì có gì giỏi, chuyên gia thì có thể nhục mạ người khác chắc. Mấy bác sĩ đông y dưới sân khấu tức điên người, rõ ràng là đang sỉ nhục bọn họ. Mọi người đều là bác sĩ, lôi một con chó lên làm gì? Dương Uy bình tĩnh cười, mọi người đừng kích động. Mặc dù tôi chưa từng học đông y, nhưng nghe nói đông y rất toàn năng, khoa nội, khoa ngoại, khoa sản, khoa nhi đều có, chữa cho động vật chắc cũng không thành vấn đề nhỉ. Chúng ta từ thời cổ đại không có cách nói thú y, khi gia súc bị bệnh thì đều nhờ bác sĩ đông y khám. Sao vậy, bác sĩ đông y thời cổ đại có thể chữa được cho động vật, bác sĩ đông y thời hiện đại không thể sao? Dương Uy nói xong, mọi người vẫn tức giận nhìn ông ta. Rõ ràng là già mồm át lẽ phải mà, lôi động vật ra để nhục mạ bọn họ. Dương Uy khiêu khích nhìn Tần Lâm, nói. Sao nào, nếu cậu không chữa được có thể nhận thua, đại diện cho đông y nhận thua. Câu này của Dương Uy rõ ràng muốn khơi mào lửa giận của bác sĩ đông y, mọi người vốn rất hòa thuận, đông y tây y đều chung một nhà. Kết quả bây giờ lại phân thành hai phe, ai cũng không phục ai. Tần Lâm cười nhạt, ông nói câu ấy cũng đúng ấy. Đông y thực sự rất toàn năng. Nói xong, Tần Lâm bước về phía con Golden Retriever. Dương Uy cười lớn, nói với khán giả. Đúng là cơ hội ngàn năm có một, hắt xì. Mọi người mau lấy điện thoại ra quay lại cảnh kinh điển, hắt xì, này. Dương Uy nói xong, mấy bác sĩ Tây y dưới khán đài đã vội vàng lấy điện thoại ra quay, tỏ ý muốn hóng Dreamer, đường đường là bác sĩ đông y lại đi chữa bệnh cho chó, cái này mà được truyền ra thì đúng là chuyện thú vị. Đám người Diệp Vãn Nhi dưới khán đài nắm chặt nắm đấm, đúng là bắt nạt người khác, đám người này quá đáng quá. Tần Lâm lại chẳng hề quan tâm, tiến lên vuốt ve đầu con chó. Hắt xì. Con chó đột nhiên hắt xì y như người vậy. Nhưng người hắt xì thì chưa chắc đã bị ốm,
mà có thể vì trong mũi có dị vật, có thể là bụi hoặc lông gì đó, hắt xì theo cơ chế bản năng để có thể loại bỏ được những dị vật trong khoang mũi. Nhưng chó thì không vậy, khoang mũi của chó rất ít khi có dị vật, hơn nữa chó thường xuyên liếm mũi mình nên sẽ không có lông tóc hay mấy thứ linh tinh ở bên trong. Vậy nên một khi chó hắt xì hơi, chắc chắn bị bệnh. Con Golden Retriever này tinh thần uể oải, có vẻ bị ốm rồi. Tần Lâm cầm lấy bàn chân của nó, bắt đầu bắt mạch. Động tác này khiến cho mọi người trên khán đài cười to, ai ai cũng bắt đầu quay lại, đây đúng là cảnh tượng khó quên mà, bác sĩ đông y bắt mạch cho chó, đoạn phim này mà được truyền ra, sau này còn ai dám đến gặp bác sĩ đông y để chữa bệnh nữa. Tần Lâm không hề để ý, nói với chủ con chó. Không vấn đề gì lớn, chữa khỏi ngay đây. Nói xong, Tần Lâm lật tai chó lại, bắt đầu xoa sau tai nó liên tục, tay còn lại vuốt lưng nó thuận theo chiều lông. Mấy phút sau, Tần Lâm lật móng vuốt chó lại, châm kim bạc vào lòng bàn chân nó, sau đó con chó lập tức ngừng hắt hơi, lè lưỡi lắc đuôi. Hình như nó đã chuyển biến tốt. Kim mao ngoe nguẩy tung tăng, cọ cọ vào Tần Lâm như tỏ lòng biết ơn. Khán giả dưới khán đài lập tức cười khinh bỉ, khám bệnh cho động vật giỏi đấy, đông y quả thật thích hợp làm thú y. Ha ha, chuẩn chuẩn, theo tôi đừng làm bác sĩ đông y nữa, làm bác sĩ thú y đi, tạo phúc cho động vật. Người bị bệnh thì giao cho Tây y, còn các người khám bệnh cho động vật đi. Đám khán giả dưới sân khấu điên cuồng châm biếm, cảm thấy màn chữa bệnh cho động vật vừa rồi của Tần Lâm rất buồn cười, ngày mai chắc chắn sẽ là tin hot. Thế nhưng vừa rồi Kim Mao lắc người, rất nhiều sợi lông bay ra không khí, Dương Uy vốn bị dị ứng với lông chó, vừa rồi mới hắt xì một cái, giờ càng nghiêm trọng hơn. Hắt xì, hắt xì, hắt xì. Liên tục hắt hơi hết cái này đến cái khác, trên mặt Dương Uy đã đầy nước mắt nước mũi, quỳ hẳn người trên mặt đất không ngừng hắt hơi. Sau khi hắt hơn mấy chục lần, khuôn mặt Dương Uy đã đỏ bừng lên, sắc mặt cực kỳ khó coi, lúc này anh ta gần như đã không nói nổi nữa, chỉ quỳ xuống đất hắt hơi liên tục. Khúc Đình vội vàng tiến lên, Dương Uy, anh không sao chứ, sao bây giờ, có thuốc dị ứng không? Dương Uy lúc này liên tục hắt hơi. Cho dù có thuốc dị ứng thì cũng nuốt không trôi, trừ khi tiêm thuốc, nhưng ở đây không có thuốc chữa dị ứng, nếu đi bệnh viện thì không biết mất bao lâu, chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian, đến lúc đó rất có thể Dương Uy đã bị chết ngạt. Khúc Đình hoảng hốt, sắc mặt cô ta vô cùng xấu xí. Người dẫn chương trình bỗng lên tiếng, nhờ Tần Lâm giúp đi. Khúc Đình nhíu mày, không cần, đánh chết cũng không cần anh ta giúp. Hắt xì, khụ khụ, hắt xì. Dương Uy lúc này hắt hơi kèm theo ho khan, nước mũi chảy ra còn có cả máu, trông rất nghiêm trọng. Dương Uy khó khăn vươn tay chỉ vào Tần Lâm, tỏ ý muốn Tần Lâm giúp đỡ. Khúc Đình nhíu mày, ánh mắt toát lên vẻ lo lắng, đây dù sao cũng là bạn trai của cô ta. Được, bác sĩ Tần Lâm, xin anh hãy giúp đỡ. Tần Lâm cười nhạt đi đến chỗ Dương Uy. Dương Uy lúc này đã quỳ xuống, hai tay chống trên mặt đất, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Không thể mở nổi mắt. Tần Lâm lật tai anh ta lại, nhẹ nhàng xoa xoa sau tai. Tay kia xoa bóp từ cổ về phía eo, động tác giống hệt như cách xoa cho Kim Mao vừa rồi. Mà Dương Uy lúc này đang nằm trên mặt đất giống hệt một con chó. Cảnh tượng này khiến tất cả khán giả bật cười. Nhất là các bác sĩ đông y bị chế nhạo vừa rồi, lúc này bọn họ đã hiểu nỗi lòng của Tần Lâm, anh chữa bệnh cho chó không phải là để bị ăn nhục. Mà là để ăn miếng trả miếng. Lúc này Tần Lâm dùng cách chữa trị tương tự cho Dương Uy, lúc trước mọi người còn mỉa mai nói đông y là thú y. Còn lúc này, Dương Uy chẳng khác gì một con chó. Điều đáng kinh ngạc là, Tần Lâm chỉ xoa bóp không đến 30 giây, triệu chứng hắt hơi của Dương Uy đã thuyên giảm ngay lập tức. Tần Lâm cầm tay của Dương Uy lên và châm kim bạc vào, giống y hệt động tác châm cứu cho chó vừa rồi. Mũi châm vừa đâm xuống đã lập tức thấy hiệu quả. Dương Uy há to mồm thở hổn hển, sắc mặt vô cùng khó coi. Mọi người dưới khán đài còn đang quay video toàn bộ quá trình Tần Lâm chữa trị cho anh ta và nó chẳng khác gì màn chữa trị cho chó vừa nãy. Ha ha ha, đúng thế, đông y chúng tôi quả thực có thể chữa bệnh cho động vật, không ngoại trừ loài nào cả. Giờ còn ai nói đông y tương đương với thú y không? Trước khi nói câu này thì nên xem bản thân là loài gì đi nhé. Anh bạn này thật sự đã làm rạng danh đông y chúng ta. Ha ha ha, sảng khoái quá.
đám bác sĩ Tây y này sao không rêu rao mình tài giỏi nữa đi. Không có năng lực mà suốt ngày khích bác chúng tôi, xem lại bản thân đi nhé, có thời gian đi mỉa mai người khác, không bằng về nhà đọc nhiều sách hơn đi. Phương pháp chữa trị của Tần Lâm thật sự đã khiến tất cả mọi người kinh ngạc, các bác sĩ đông y dưới khán đài giống như được nở mày nở mặt vậy. Mặc dù không phải là loại bệnh phức tạp khó chữa gì, nhưng kết quả cuối cùng vô cùng sảng khoái. Lúc này, Dương Uy không hé răng nói câu nào, anh ta vốn được ngầm định sẵn là quán quân, nhưng giờ cũng bị loại rồi. Người dẫn chương trình và trọng tài cũng chẳng còn cách nào khác, tình huống hiện tại đã rành rành như vậy, thắng thua đã định, cho dù có gian lận, bọn họ cũng không dám đổi trắng thay đen. Khán giả bên dưới đã rất phấn khích, nếu gian lận lúc này thì rất dễ xảy ra chuyện. Vòng thi này, Tần Lâm giành chiến thắng. Khán giả hò reo ầm ĩ khi tuyên bố Tần Lâm chiến thắng, mặc dù mọi người không quen biết anh, nhưng Tần Lâm đã trở thành đại diện của Đông Y lọt vào trận chung kết. Tần Lâm là ai? Làm việc ở bệnh viện nào thế? Một số người dưới sân khấu bắt đầu thảo luận về Tần Lâm, kiến thức cơ bản của người thanh niên này rất vững, chẳng thể nào lại không có tiếng tăm gì. Mặc dù tuổi còn trẻ nhưng ít cũng phải là bác sĩ chủ nhiệm khoa. Không biết, chưa thấy bao giờ. Tôi cũng chưa từng nghe đến, nếu có người trẻ tuổi như này thật thì nhất định phải tuyển vào bệnh viện chúng tôi. Trước khi diễn ra trận vừa rồi, tôi nhớ mang máng người dẫn chương trình có nói, cậu ấy là chủ một y quán ở Đông Hải. Ồ, tự mở phòng khám à, chút nữa thử xem có moi được chút thông tin nào không. Ông Trương này, ông đừng có giành người với tôi, bệnh viện ung thư chúng tôi nhắm chắc người này rồi. Cút cút, bệnh viện ung thư các ông chen vào làm gì, ông không thấy chàng trai này có sở trường về chỉnh hình à, bệnh viện chỉnh hình chúng tôi đang thiếu nhân tài như này. Các ông thành thật đi, người ta chỉ là toàn năng mà thôi, chứ sở trường thực sự vẫn là khoa nội, tất nhiên phải đến bệnh viện trung ương chúng tôi rồi. Trận đấu của Tần Lâm trên sân khấu còn chưa kết thúc, mọi người bên dưới đã bắt đầu tranh giành rồi. Tần Lâm tiến vào vòng cuối cùng một cách suôn sẻ. Vòng cuối cùng cũng chính là phần quan trọng nhất, tất cả lãnh đạo của các bệnh viện Đông Y, Tây Y và cả Hiệp hội Y học đã đến đông đủ, bọn họ không muốn xem những trận đấu vặt vãnh trước đó, mà chỉ muốn xem trận chung kết. Sau khi các vị lãnh đạo ngồi xuống, có không ít người bắt đầu báo cáo. Các sếp đến muộn, bỏ lỡ phần đặc sắc rồi. Ồ, thật à? Mấy người lần lượt kể lại chuyện vừa rồi, các vị lãnh đạo lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhìn Tần Lâm trên sân khấu với ánh mắt kinh ngạc. Còn trẻ như thế mà đã có năng lực thế sao? Xem ra chàng thanh niên này có hy vọng giành quán quân đó. Mấy vị lãnh đạo mỉm cười, đó là một hạt giống tốt, nhưng không có khả năng giành quán quân lắm, vì Trần Diên cũng tham gia cuộc thi lần này. Cái gì? Phó viện trưởng Trần Diên cũng tham gia á? Vậy chẳng phải bắt nạt người khác à? Hết cách, theo quy định cuộc thi, dưới 30 tuổi đều có thể đăng ký, mặc dù Trần Diên là phó viện trưởng, nhưng cô ấy năm nay mới 27, người ta cũng có tư cách tham gia mà. Mấy vị lãnh đạo bỗng dưng không còn gì để nói, họ quên mất điều này rồi. Trần Diên quả thật là phó viện trưởng trẻ tuổi nhất, còn trẻ như vậy mà đã đạt đến cấp phó viện trưởng nhờ vào thực lực của bản thân, trình độ như thế chắc chắn sẽ là một trong những người xuất sắc nhất. Nếu phó viện trưởng Trần tham gia cuộc thi thì chẳng còn gì hồi hộp nữa phải không? Cũng chưa chắc, anh xem cậu thanh niên họ Tần này đi, anh ấy là bác sĩ đông y, tôi đã xem qua trận đấu vừa rồi, xét về tốc độ và hiệu quả điều trị thì quả thật đông y không hề thua kém chút nào. Ồ, vậy là các người đánh giá cao về thanh niên họ Tần này đúng không? Đương nhiên rồi, mấy người chúng ta đều là bác sĩ đông y, đương nhiên phải đứng về phía đông y rồi. Ha ha, được. Vậy thì chúng ta hãy chờ xem. Bất giác, những vị lãnh đạo bên trên cũng đã ngấm ngầm so tài, thực lực của Tần Lâm không là không thể nghi ngờ, sau vài lần đấu liền trực tiếp tiến thẳng vào chung kết. Và đồng thời khi vào vòng chung kết, còn có một vị mỹ nữ lạnh lùng. Người đẹp này vẫn đang cúi đầu chữa bệnh, làm việc gì cũng hoạt bát, chẩn đoán lại vô cùng chính xác, nhiều khán giả ở dưới đều biết cô chính là phó viện trưởng trẻ nhất Bệnh viện Trung ương tỉnh, Trần Diên. Khi Tần Lâm đánh bại được đối thủ cuối cùng thì các ứng cử viên cho vòng chung kết cũng đã được xác định, đó chính là Tần Lâm và Trần Diên. Khi cả hai đứng trên sân khấu, biểu cảm của Trần Diên vô cùng phức tạp. Cô đã nhận ra anh trước khi anh bước lên sân khấu, cả hai đã gặp nhau trên tàu hỏa,
lúc đó Trần Diên đang bị bọn buôn người gây chuyện để trục lợi, suýt nữa bị tống tiền. Sau đó chính là nhờ Tần Lâm giúp đỡ thoát khỏi đám buôn người, hơn nữa anh cũng đã cứu sống đứa bé ở trên tàu, cả hai đã kết bạn Zalo với nhau, coi như cũng trở thành bạn bè rồi. Không ngờ bọn họ lại gặp nhau ở đây. Trần Diên nói, tôi sẽ không nhường cậu đâu. Tần Lâm cười nhạt, không sao, nếu như cô muốn thắng thì tôi nhường là được. Lý do chính khiến cho Tần Lâm tham gia cuộc thi này là vì muốn dập tắt sự kiêu căng ngạo mạn của Khúc Đình, để báo thù cho Diệp Vãn Nhi. Hiện tại đã vào vòng chung kết, chỉ còn lại mỗi Trần Diên và Tần Lâm, cho nên ai thắng ai thua đều không quan trọng. Anh cũng đã thấy qua y thuật của Trần Diên, quả nhiên không tệ, xứng với danh hiệu phó viện trưởng của cô. Nếu cô giành được chức vô địch thì cũng chẳng có gì đáng suy nghĩ cả. Trần Diên nhíu mày, thái độ của Tần Lâm khiến cô rất không vui. Thắng là thắng, thua là thua, ai cần cậu nhường chứ, cậu xem thường tôi đấy à? Tần Lâm không nói nên lời, logic của người phụ nữ này là gì đây? Được, vậy chúng ta đấu đi. Nói xong, Tần Lâm ra hiệu cho Diệp Vãn Nhi ở bên dưới. Diệp Vãn Nhi vội vàng tiến lên sân khấu, kích động đứng bên cạnh Tần Lâm, quy định là mỗi bác sĩ đều có thể mang theo trợ lý, từ đầu đến giờ Tần Lâm vẫn chưa dùng qua, lần này đã đến vòng chung kết, cuối cùng thì anh cũng gọi Diệp Vãn Nhi lên. Trần Diên cũng gọi một trợ lý nữ đến để chuẩn bị cho vòng thi cuối cùng. Ở vòng cuối cùng này, vì là bài kiểm tra trình độ chuyên gia nên độ khó của bệnh nhân cũng tăng lên. Bệnh nhân đầu tiên bước lên là một người to cao, đang ôm cổ đi khập khiễng, động tác hết sức khó khăn, trông rất đau đớn. Bước đến chỗ Tần Lâm, hai tay nắm chặt. Bác sĩ Tần, tôi là chủ quán Từ Khuyết của võ quán Tây Sơn, tôi đã luyện võ từ lúc 3 tuổi cho nên cơ thể rất cường tráng, nhưng mấy ngày hôm nay cổ của tôi bị cứng, không sao cử động được, tôi cũng đã tìm đến các thầy thuốc có tiếng nhưng vẫn không chữa khỏi, mong cậu Tần giúp đỡ cho. Lời nói của người đàn ông to cao vạm vỡ này hừng hực khí thế, xem ra anh ta là người trong giang hồ. Hơn nữa cơ thể anh ta cũng vô cùng cường tráng, cách ăn mặc giống hệt như một người luyện võ. Tần Lâm nói, mời ngồi, xin anh nói rõ bệnh tình. Người đàn ông vạm vỡ nói, tôi tên Nhạc Thành Cương, tôi là người học võ, từ nhỏ đã luyện võ nên cơ thể rất cường tráng. Tôi ăn ngon ngủ tốt, không biết như thế nào mà đột nhiên có mấy hôm cổ tôi bị đau, không sao cử động được, tôi đã khám qua vài bác sĩ nhưng vẫn không có ai biết lý do tại sao. Tần Lâm nhíu mày, đưa tay ra bóp phần cổ của Nhạc Thành Cương, quả nhiên không có dấu hiệu chật xương. Vị trí cột sống bình thường, hơn nữa cũng không bị phì đại xương hay sái cổ. Bắt mạch trước đã. Sau khi Nhạc Thành Cương ngồi xuống, Tần Lâm mới bắt đầu bắt mạch, vài phút sau, Tần Lâm đột nhiên hỏi. Bình thường có uống nhiều rượu không? Nhạc Thành Cương cười đáp có, tôi có tửu lượng rất tốt, mỗi lần đều uống rất nhiều rượu, uống xong liền cảm thấy tinh thần phấn chấn. Tần Lâm cau mày, tiếp tục hỏi, hai tay có bị tê không? Nhạc Thành Cương sững ra một lúc rồi đáp tê, nhưng tôi đã luyện qua thiết xa trưởng, tôi nghĩ đây chính là lý do. Tần Lâm lắc đầu, đương nhiên cái này không phải nguyên nhân. Khi anh nghẹo cổ có tiếng rôm rốp không? Nhạc Thành Cương ngay lập tức vặn cổ, đột nhiên vang lên tiếng, rắc rắc. Tôi luyện võ quanh năm, khớp xương lúc nào cũng phát ra âm thanh này. Nhạc Thành Cương chưa kịp nói xong thì Tần Lâm đã lắc đầu, không đơn giản như vậy. Sau khi bắt mạch, Tần Lâm đã đoán ra được. Lưỡng mạch cường tráng, âm dương kinh nhiệt kết hợp, đầu đổ mồ hôi, phần cổ vẫn ngay ngắn, dạ dày nóng ẩm. Đây là vấn đề về dạ dày. Đây là loại bệnh khá đặc biệt. Căn nguyên và triệu chứng khác xa nhau. Một cái ở cổ và một cái ở dạ dày. Vốn tưởng rằng cổ đau nên Nhạc Thành Cương mới đi bệnh viện kiểm tra ở khoa xương hoặc khoa não, cho dù có kiểm tra như thế nào thì vẫn không có vấn đề gì. Đây là khuyết điểm của Tây Y, việc phân chia các khoa quá chi tiết dẫn đến việc không thể phát hiện được các tác động dây chuyền của nhiều cơ quan. Song, Đông Y vẫn linh hoạt hơn trong vấn đề này, sau khi bắt mạch liền có thể phân tích được nguyên nhân gây bệnh. Tần Lâm hỏi, Vãn Nhi, em nghĩ nên kê thuốc như thế nào? Diệp Vãn Nhi suy nghĩ một lúc, chỉ mẫu 40, xài hồ 60, hoàng sầm 30, hậu phát 60. Diệp Vãn Nhi kê ra một đơn thuốc, sau đó Tần Lâm trực tiếp bốc thuốc, rồi vừa xay vừa đun. Quá trình đun thuốc không hề nhanh, thậm chí có thể nói là rất lâu, nhưng ở vòng thi cuối cùng lại không so sánh tốc độ. Hơn nữa,
Tần Lâm nấu thuốc vô cùng kỹ, nào là đun, mở nắp nhiều lần, cách khuấy, tuy là những kỹ năng cơ bản nhất nhưng động tác của Tần Lâm thật sự thành thục dứt khoát, không hề có chút động tác dư thừa nào, khiến cho các bác sĩ đông y khác đều mê mẩn. Đây thực sự là một kỳ tài, chỉ việc đun thuốc đơn giản mà có thể đạt đến mức độ này, chắc hẳn phương diện khác sẽ còn đáng kinh ngạc hơn chăng. Sau khi đun xong, Tần Lâm để nguội rồi mới đưa cho Nhạc Thành Cương. Nhạc Thành Cương phải không, không biết anh có sợ đau không, tôi muốn châm cứu cho anh. Nhạc Thành Cương cười nói, tôi từ nhỏ đã luyện võ, thứ mà tôi không sợ nhất chính là đau, cậu cứ việc. Tần Lâm mỉm cười, được, đây là anh nói đấy nhé. Nói xong, Tần Lâm lấy ra một bộ kim bạc mới, bày ra trước mặt Nhạc Thành Cương. Bộ kim bạc này không hề giống với bộ kim bạc thông thường, kim bạc bình thường trông giống như lông bò, thanh mảnh sắc bén. Còn nhẫn châm lại là một loại dao kim, kích thước và độ dày tương tự như kim bạc, nhưng đầu kim phẳng và sắc như dao, có thể cắt vào mô. Chức năng chính của nó là cắt các mô mềm bị tổn thương và làm bong chóc các vị trí kết dính cơ và dây thần kinh. Mặc dù cổ của Nhạc Thành Cương không phải căn nguyên bệnh nhưng lại có rất nhiều bó gân, nếu không cắt ra thì cơn đau sẽ tiếp tục kéo dài. Nhìn thấy một hàng nhẫn châm này, Nhạc Thành Cương cũng cảm thấy bình thường. Tần Lâm nói, Vãn Nhi, em châm cứu đi. Tần Lâm muốn để Diệp Vãn Nhi thể hiện một lúc. Diệp Vãn Nhi cũng không phụ lòng anh, được, cứ để em. Cô lấy một cây nhẫn châm lên, đâm vào cổ Nhạc Thành Cương. Vừa đâm vào thì còn cảm thấy ổn, nhưng khi nhẫn châm thâm nhập sâu vào, đột nhiên vẻ mặt Nhạc Thành Cương trở nên vô cùng khó coi. Đau quá. Không, chính là nỗi đau thấu tận xương cốt. Nhạc Thành Cương là một người đàn ông cao 7 thước, thế mà lại bị một cây kim bạc nhỏ này làm cho toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nhẫn châm đi vào mô dưới da và cắt đi bó gân, quá trình này tương đương với một cuộc tiểu phẫu, hơn nữa còn là loại không dùng thuốc tê, đương nhiên sẽ khá đau. Hơ, a a a a. Nhạc Thành Cương không ngừng la lên, âm thanh giống hệt như một đứa bé đang bị tiêm thuốc. Đường đường là một người đàn ông cao to vạm vỡ lại bị một cô gái làm cho đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, cảnh tượng này quả thật buồn cười. Chẳng mấy chốc, Nhạc Thành Cương đã hoàn thành xong ca phẫu thuật, sau đó Tần Lâm dán lên một miếng cao dán và nói. Đã kết thúc quá trình trị liệu, anh có thể nghỉ ngơi 10 phút để chờ xem kết quả. Sau khi Nhạc Thành Cương ngồi xuống, mọi người đều vỗ tay tán thưởng. Người ngoài ngành xem vô cùng náo nhiệt. Các động tác của Tần Lâm khiến không ít các chuyên gia bên dưới kinh ngạc. Đặc biệt còn thay đổi cách nhìn nhiều hơn về Diệp Vãn Nhi, một cô gái mà lại có thể sử dụng nhẫn châm một cách chính xác như vậy, đây chắc chắn là một tuyển thủ tài năng. Bệnh viện Trung ương của chúng tôi muốn con bé này. Bệnh viện Trung ương các người mặt dày thế, muốn ai liền có người đó à? Đúng vậy, Bệnh viện Nhân dân của chúng tôi còn chưa lên tiếng, chỗ chúng tôi đang thiếu các bác sĩ đông y, nên cần thêm nhân lực mới. Ha ha, bệnh viện đông y của chúng tôi còn chưa nói gì mà, mấy người nghĩ xem cô ấy sẽ chọn về bệnh viện đông y hay tây y đây. Nếu như cô ấy đến, tôi sẽ cho bắt đầu từ vị trí chủ nhiệm. Lúc trước thì giành Tần Lâm, bây giờ lại tranh nhau Diệp Vãn Nhi, mấy người lãnh đạo này thực sự rất quý trọng nhân tài, nếu không có cuộc thi so tài thần y này thì bọn họ chắc sẽ không thể thấy được một thần y trẻ tuổi xuất chúng như vậy. Sau khi xem xong phần chữa trị của Tần Lâm, Trần Diên vô cùng kinh ngạc, lúc ở trên tàu hỏa cô đã biết anh rất lợi hại rồi, nhưng không ngờ lại có bản lĩnh đến thế. Đến lượt tôi. Bệnh nhân của Trần Diên cũng là một người đàn ông cường tráng, sắc mặt đỏ bừng, cả người nồng nặc mùi rượu. Bác sĩ, tôi bị bệnh say. Bệnh say. Nói xong, mọi người dưới khán đài đều sững sốt. Bệnh say là một đặc điểm rất hiếm gặp, biểu hiện của bệnh say rất rõ ràng. Đó là chỉ cần ăn một bữa cơm cũng đủ khiến cho người ta say. Bất kể là ăn gì, khi cơm trắng đi vào bụng cũng sẽ khiến người bệnh trở nên say bí tỉ. Hơn nữa, kiểu say này không phải do rượu thật, xét nghiệm máu thì nồng độ cồn sẽ bằng không. Tuy nhiên tình trạng cả người say xỉn, đồng thời còn bốc ra mùi rượu, bệnh này thường được gọi là bệnh say. Mọi người đều cau mày, đây là một vấn đề rất khó giải quyết. Trần Diên cũng sững ra. Cô chưa từng thấy qua triệu chứng này, trong truyền thuyết vẫn luôn nhắc đến bệnh say, nhưng người mắc bệnh lại vô cùng hiếm hoi. Có nhiều người uống say, sau đó quên mất bản thân đi uống rượu, rồi lại bảo là mình bị bệnh say. Trần Diên cau mày, anh có chắc là bệnh say không? Đương nhiên rồi. Được,
để tôi xét nghiệm máu. Trần Diên nói xong liền định lấy máu của bệnh nhân, người bệnh chợt chau mày. Cô có ý gì đây, không tin tôi à? Sắc mặt Trần Diên có chút không vui, không phải là không tin, tôi chỉ muốn xác nhận triệu chứng. Trước tiên cần phải chắc chắn rằng nồng độ cồn của bệnh nhân này bằng không, nếu trong máu không có rượu mà vẫn trong tình trạng say như vậy thì có thể xác định được là do bệnh say. Đương nhiên, Trần Diên đúng là có nghi ngờ người đàn ông này đang giả bệnh, có lẽ anh ta đã uống một chút rượu, sau đó quên mất, rồi nói rằng mình mắc bệnh say. Người đàn ông say khướt tức giận. Cô có thái độ gì thế, tôi đến để khám bệnh, nhưng cô lại không tin tôi, có tin là tôi sẽ dỡ cả cái bàn thuốc của cô không? Nói xong, người đàn ông say mềm đứng lên, chuẩn bị ra tay. Ngay khi Tần Lâm định đứng dậy thì Nhạc Thành Cương ở cạnh bên đã xông tới trước, sau đó giữ chặt người đàn ông đang say kia, trực tiếp giữ chặt tay anh ta rồi bẻ ngược ra sau lưng, đè xuống đất. Nhạc Thành Cương di chuyển cực kỳ nhanh nhẹn, không hổ danh là người luyện võ, tuy rằng người đàn ông say mềm cũng rất cường tráng, nhưng hầu như không hề có khả năng chống cự. Động tác của Nhạc Thành Cương hết sức thành thạo và nhanh nhẹn. Vậy nên mọi người có thể thấy rằng cổ của anh ta hoàn toàn không có vấn đề gì nữa. Lúc trước Diệp Vãn Nhi dùng nhẫn châm chữa cho anh ta, quả thực vừa đau vừa nhức, tuy nhiên, sau khi châm cứu bằng nhẫn châm xong, Nhạc Thành Cương đã thấy tốt hơn rất nhiều, hơn nữa, cộng thêm đơn thuốc mà Tần Lâm đã bốc thì anh ta cũng cảm thấy bụng ấm hơn hẳn, cả người vô cùng sảng khoái. Khi mọi người nhìn thấy cảnh tượng này thì đều hiểu được Tần Lâm đã chữa trị xong, căn bệnh khó chữa của Nhạc Thành Cương cũng đã được chữa khỏi. Đa số khán giả ở dưới đều biết Nhạc Thành Cương, vấn đề của anh ta không phải mới ngày một ngày hai, mà anh ta đều đã đến qua các bệnh viện lớn. Bảo sao tôi chụp CT mãi nhưng vẫn không ra bệnh, thì ra là do dạ dày, căn bệnh này cũng quái ác thật chứ. Đúng vậy, loại bệnh này chỉ có thể khám sức khỏe toàn diện mới có thể tìm ra được, nhưng Nhạc Thành Cương này cũng khá cố chấp, lúc nào cũng cảm thấy mình có sức khỏe tốt nên không cần làm kiểm tra sức khỏe. Gặp phải những bệnh nhân như vậy, chúng tôi thực sự không thể làm gì được, phải để cho bác sĩ đông y người ta bắt mạch thì mới có thể chẩn đoán được. Hơn nữa, các phương pháp đông y cũng rất tốt, hiệu quả lại nhanh, quả thật đã cho tôi một cái nhìn hoàn toàn khác về đông y. Khán giả ở dưới không phải là ngưỡng mộ đông y nữa, mà ngay cả các bác sĩ tây y cũng bắt đầu khâm phục y thuật của Tần Lâm. Căn bệnh khó chữa của Nhạc Thành Cương đã được Tần Lâm chữa khỏi trong vòng chưa đầy 10 phút. Thật sự quá lợi hại rồi. Người đàn ông say bị đè xuống, ra sức vùng vẫy, miệng anh ta nói không rõ lời, như thể đang chửi mắng ai đó. Sắc mặt Trần Diên có hơi tái, gặp phải tình huống này ở bệnh viện thì không sao, không ngờ lại gặp phải một bệnh nhân như vậy vào lúc này, thật cạn lời. Tần Lâm bước tới, nắm tay người say rồi bắt đầu bắt mạch, vài phút sau liền nói. Đúng là bệnh say, Vãn Nhi, mang kim bạc qua đây. Tần Lâm yêu cầu Nhạc Thành Cương buông tay ra, sau đó nói với người say. Nào, nằm sấp xuống, để tôi chữa. Vãn Nhi, chuẩn bị cho anh một cái chậu. Mặc dù Tần Lâm trông không mạnh mẽ như Nhạc Thành Cương nhưng anh vẫn mang đến cho người ta một cảm giác đáng tin cậy. Người đàn ông say xoa cánh tay, sau đó nằm sấp lên giường đầy tức giận. Tần Lâm lấy ra 6 cây kim bạc, đâm vào huyệt đạo sau đầu. Khi 6 cây kim bạc đâm vào, sắc mặt của bệnh nhân đột nhiên thay đổi, lập tức nôn ra. Chất nôn rơi vào trong chậu mà Tần Lâm đã chuẩn bị trước đó, hoàn toàn là một đống màu đen nồng nặc mùi rượu. Tần Lâm nói, ban tổ chức cũng có chút đẳng cấp đấy, đưa hai bệnh nhân này vào vòng chung kết, tuy triệu chứng của hai người không giống nhau nhưng đều là bệnh về dạ dày. Thức ăn do người say đưa vào dạ dày lên men thành rượu, khác với quá trình tiêu hóa thức ăn của người bình thường. Cơ thể thiếu một số hormone nên nếu điều trị theo Tây y vẫn có thể chẩn đoán được. Mấy người ở chỗ ban tổ chức như chết lặng, họ không ngờ rằng hai bệnh nhân nhưng lại mắc cùng một chứng bệnh khó chữa, nghe Tần Lâm nói vậy khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Sau khi người say nôn mửa, Tần Lâm còn kê thuốc cho anh ta, nhưng thuốc này không đun mà là say nhỏ rồi để anh ta uống ngay lập tức. Sau vài phút, các triệu chứng của người say đều biến mất. Cả người anh ta tỉnh dậy với vẻ mặt vô cùng phấn khích. Thần y, cảm ơn thần y, cảm ơn thần y. Ngay lập tức, tiếng vỗ tay như sấm rền của khán giả chợt vang lên. Ngay cả chuyên gia ngồi ở vị trí ban tổ chức cũng đứng lên vỗ tay thích thú. Cứ tưởng xem một trận đấu không có gì, không ngờ lại xuất hiện một vị cao thủ như vậy.
Đột nhiên có người ở dưới khán đài nói, mọi người nhìn anh ấy có giống Tần Đại Sư không? Tần Đại Sư của Đại hội Đông Y à? Không phải chứ, Tần Đại Sư lại trẻ như vậy sao? Mọi người quên rồi à, trên TV có giới thiệu Tần Đại Sư vẫn chưa đến 30 tuổi, vị bác sĩ này cũng họ Tần, y thuật lại giỏi như vậy, chắc cũng không trùng hợp đến thế đâu nhỉ? Anh nói như vậy làm tôi thật sự nghĩ anh ấy có chút giống Tần Đại Sư, cách nói chuyện, thái độ và hành động đều rất giống. Tần Đại Sư, là Tần Đại Sư đúng không? Tần Lâm nhìn thấy chỉ có khán giả ở dưới nhận ra thân phận của mình, anh chỉ cười nhạt rồi trực tiếp rời khỏi sân khấu. Mặc dù ở hiện trường không có cánh truyền thông, nhưng cũng không tránh khỏi việc có người dùng điện thoại quay lại, vậy nên tốt hơn hết là đừng để cho mọi người nhận ra. Sau khi Tần Lâm rời khỏi, anh không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, bèn nhắn tin hỏi, nói rằng Diệp Vãn Nhi đã thay anh nhận giải. Tần Lâm mỉm cười, đây cũng coi như là có thể thỏa mãn mong muốn giành chức vô địch của Diệp Vãn Nhi nhỉ. Ngay khi Tần Lâm chuẩn bị rời khỏi, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên sau lưng anh. Đứng lại. Tần Lâm quay đầu lại, liền nhìn thấy Trần Diên lạnh lùng đứng ở phía sau, hai tay ôm trước ngực, sắc mặt có vẻ không vui. Cô Trần, sao thế? Trần Diên đi đến trước mặt Tần Lâm, hỏi, vừa rồi sao cậu lại đột nhiên rời đi, cậu muốn nhường cho tôi sao? Tần Lâm sững ra một lúc, cô hiểu lầm rồi, không phải tôi muốn nhường cho cô, anh chỉ sợ bị nhận ra mà thôi. Trần Diên hừ lạnh một tiếng, cậu rất giỏi. Chắc thắng tôi cậu vui lắm đúng không? Tần Lâm bất lực mỉm cười, tôi thật sự không muốn thắng, tôi chỉ chữa bệnh bình thường mà thôi. Trần Diên nghiến răng, tôi không quan tâm, dù sao thì thái độ của cậu khiến cho tôi không hài lòng, cậu phải đền bù một chút. Tần Lâm cạn lời, nói gì vậy chứ, tại sao lại thành đền bù rồi? Phụ nữ nói chuyện thật đúng là không có đạo lý mà. Được thôi, cô nói xem muốn tôi thế nào, mời cô ăn cơm à? Trần Diên đột nhiên nhìn Tần Lâm rồi nói. Cậu làm bạn trai tôi đi. Trần Diên vừa dứt lời, Tần Lâm sững ra một lúc. Hả? Trần Diên vô cùng xinh đẹp, lại còn là một phó viện trưởng, có thể nói cô là một bạch phú Mỹ sao cực kỳ ưu tú, lời tỏ tình đột ngột này đúng là khiến cho người ta có chút trở tay không kịp. Sao bạch phú Mỹ, chỉ con gái vừa trắng vừa xinh vừa giàu? Trần Diên chợt đỏ mặt, sau đó vội nói. Không phải. Ý của tôi là muốn cậu giúp đóng giả bạn trai của tôi. Tần Lâm đột nhiên nhận ra là thế. Tại sao lại là tôi? Trần Diên bất lực, không còn cách nào khác, đều là bạn học và đồng nghiệp của tôi cả, những người tôi quen đều quen biết nhau, vậy nên tôi mới phải tìm một người xa lạ để đóng giả, dù gì chúng ta cũng là bạn bè mà, cậu giúp tôi việc này được chứ? Tần Lâm mỉm cười, được thôi, cô nói đi, cần có yêu cầu gì? Trần Diên liền cười nói, tôi luôn bị bạn bè và đồng nghiệp giục cưới, nên tôi nói rằng tôi đã tìm được một người bạn trai giàu có, cậu cứ giúp tôi đóng giả thành người có tiền là được. Tần Lâm sững ra một lúc, người có tiền, bao nhiêu? Trần Diên suy nghĩ một hồi, đóng giả 1 triệu phú đi. Tần Lâm chỉ cười, không hề lên tiếng, anh là tỷ phú lại đi giả dạng triệu phú, thật sự có chút khó khăn mà. Sau khi hai người bàn bạc xong thời gian, liền để cho Tần Lâm đi chuẩn bị, thực ra Trần Diên cũng không có yêu cầu gì nhiều. Chỉ là bạn bè và bạn thân của cô không ngừng giục Trần Diên giới thiệu bạn trai, cô cảm thấy vô cùng phiền phức nên đã nói dối rằng mình đã có bạn trai rồi. Kết quả là bọn họ lại bắt đầu nói tìm bạn trai không được quá tùy tiện, phải tìm được người có điều kiện tốt thế này thế kia, sau đó Trần Diên đã buột miệng nói rằng bạn trai cô là một người giàu có. Mấy lần họp mặt trước, Trần Diên luôn đùn đẩy rằng bạn trai cô rất bận rộn, hết chuyện này đến chuyện khác. Nhưng lần gặp mặt này lại là sinh nhật của Trần Diên. Lúc trước còn có thể biện minh được, nhưng sinh nhật thì phải có bạn trai đến dự, có đúng không nào? Trần Diên không thể nào lẩn tránh được nữa, nên đành phải tìm người đóng giả, vừa hay gặp được Tần Lâm. Phải nói rằng khí chất của Tần Lâm rất phù hợp với dáng vẻ của một phú nhị đại, lại toát lên vẻ cao quý. Sau khi đã hẹn xong xuôi, Trần Diên liền đến nhà hàng trước. Nơi đó là khách sạn Khê Đình, đây là một khách sạn theo phong cách Giang Nam, cảnh vật vô cùng đẹp, là một khách sạn cao cấp, nhà hàng ở tầng 1 rất sang trọng với các món ăn hết sức đẹp mắt. Sau khi Trần Diên đến thì một số bạn bè cũng đã có mặt. Trần Diên, cậu bận rộn thật đấy, hẹn được cậu khó thế kia,
muốn tổ chức sinh nhật cho cậu mà cũng phải nhọc công thế này. Người vừa nói chính là bạn thân của Trần Diên, Đặng Giai. Đặng Giai cũng trạc tuổi cô, bạn cùng lớp đại học, nhưng không phải là bác sĩ. Theo sau Đặng Giai cũng còn một vài người bạn khác, có cả nam và nữ, tất cả bọn họ đều là bạn bè và đồng nghiệp của nhau. Ha ha, chẳng phải là đã mời các cậu đi ăn rồi sao, mau vào thôi. Đặng Giai đột nhiên nói, đợi một chút, còn một người nữa chưa tới. Trần Diên hơi ngây ra, ai thế? Bạn bè của họ hình như chỉ có bấy nhiêu, đáng ra không còn ai khác mới phải. Đặng Giai nói, còn có một người bạn mới nữa, tớ đã nói qua với cậu rồi đấy, Đậu thiếu gia Đậu Minh Dương. Tần Lâm cau mày, cô biết người tên Đậu Minh Dương này, lúc trước đã từng gặp qua một lần ở bệnh viện. Lúc đó Đậu Minh Dương còn đi cùng với Đặng Giai, kết quả anh ta đã nhìn chúng Trần Diên nên mới muốn Đặng Giai giới thiệu cho. Có giới thiệu qua vài lần nhưng Trần Diên cũng không để tâm lắm, không ngờ bây giờ lại mời anh ta đến đây ư. Trần Diên nghĩ đến lời Tần Lâm nói lúc nãy, nhưng mọi người đã ngồi lên xe rồi, Tần Lâm cũng chuẩn bị khởi động xe rồi. Thắt chặt đai an toàn nhé. Nói xong, chân trái Tần Lâm đạp phanh xe, chân phải đạp lút chân ga. Vù vù vù. Xe ô tô bắt đầu nổ máy ầm ầm, tốc độ tăng vọt, khi tốc độ đạt đến mức tối đa Tần Lâm thả chân trái ra, buông phanh xe ra. Vèo. Xe ô tô lao đi như một con thỏ. Âm thanh vô cùng lớn, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Đúng là nổ máy tăng tốc mà. Đậu Minh Dương cười khẩy, đúng là thằng ngu, có vẻ như đúng là không hiểu gì về xe, nổ máy tăng tốc sẽ gây tổn hại đến hộp số, thêm hai lần nữa là hỏng luôn. Hai, anh cảm thấy là đàn ông ấy thì không nên thiếu kiến thức đến vậy, cho dù là xe thuê cũng phải hiểu chút về xe của mình, để đỡ làm trò cười cho thiên hạ. Lúc này Đậu Minh Dương cho rằng Tần Lâm thuê xe, nếu không xe của mình ai lại đi làm hành động ngu si đến vậy. Tần Lâm lượn một vòng, xong lại nổ máy tăng tốc, lần thứ hai, lần thứ ba. Sau khi nổ máy tăng tốc lần thứ ba, xe bắt đầu bốc khói rồi, kiểu lái xe này đúng là hại tuổi thọ xe mà. Hơn nữa chiếc GTR được cải tạo này cũng không phải là xe thể thao chuyên nghiệp, nếu lái xe theo cách lái xe thể thao chuyên nghiệp thì nhất định sẽ hỏng. Sau khi xuống xe, mọi người nhìn thấy hộp số bốc khói trắng, mặt ai cũng tái mét. Á, xe hỏng rồi, làm thế nào giờ? Đúng vậy, xe đắt vậy, sửa thế nào, biết sớm thì đã không bảo anh thể hiện rồi. Đậu Minh Dương cười khẩy, hộp số hỏng thì xe cũng hỏng luôn, có thể bán mấy linh kiện nhưng không nhiều. Người anh em này, tôi thấy có vẻ như anh không quá hiểu về xe nhỉ, chiếc xe này là anh thuê đúng không? Nếu như là xe thuê thì phải đền không ít tiền đâu. Đậu Minh Dương cười trên nỗi đau khổ của người khác, đợi sắc mặt Tần Lâm tái mét như cho. Tuy nhiên, Tần Lâm chẳng hề hoảng loạn, cực kỳ bình tĩnh nói. Chiếc GTR cải tạo này luôn bị lỗi này, nổ máy tăng tốc 3 lần liền bị hỏng, chẳng bằng xe đua gì cả, chỉ có thể thử nghiệm một chút, thôi cũng chẳng sao. Nói xong, Tần Lâm vừa hay nhìn thấy một ông lão đang nhặt phế liệu liền đi qua đó, đưa chìa khóa cho ông lão. Ông ơi, chiếc xe hỏng này ông thu làm phế liệu nhé. Mọi người lập tức sững sờ. Mẹ kiếp, hành động gì thế này? Chiếc xe này hỏng rồi liền đưa cho ông lão làm đồng nát. Mẹ nó, đây là xe chục triệu đó. Từ khi Tần Lâm xuống xe, động tác nào của anh cũng khiến mọi người vô cùng khiếp sợ. Khi xuống xe nhìn thấy hộp số bốc cháy lại vô cùng bình tĩnh, như đoán trước rồi. Giải thích điểm yếu của việc nổ máy tăng tốc, hiểu rõ 3 lần nổ máy tăng tốc có thể làm hỏng hộp số. Nhưng cho dù đã biết trước, anh vẫn chọn cách biểu diễn cho mọi người xem. Điều này thể hiện rõ, chiếc xe 10 triệu hơn này trong mắt người ta chỉ để nghe tiếng bô mà thôi. Chỉ là món đồ chơi để chơi 3 lần nổ máy tăng tốc mà thôi. Hỏng. Hỏng thì hỏng thôi. Vứt cho ông lão nhặt đồng nát, coi như là phế liệu luôn. Đây là mới động tác của người giàu nứt đố đổ vách. Đúng là nghèo nàn làm hạn chế khả năng tưởng tượng của con người ta, Tần Lâm này rốt cuộc giàu đến mức nào chứ? Trần Diên cũng sững sờ, Tần Lâm hào phóng quá, chiếc xe hàng chục triệu mà chỉ để nghe tiếng bô. Trần Diên nhíu mày, vội vàng kéo Tần Lâm lại hỏi. Cậu làm gì vậy? Tôi bảo là cậu giả làm triệu phú là được rồi. Cậu làm hơi quá rồi đấy. Vở kịch này vượt quá ranh giới rồi, xe mấy chục triệu, chơi một tí là vứt, muốn thế cũng phải có khối tài sản tầm mấy chục tỷ.
Tần Lâm bất đắc dĩ nói, chẳng phải cô bảo tôi giữ thể diện cho cô sao? Đây là lần đầu Tần Lâm làm chuyện này nên không có kinh nghiệm. Trần Diên liếc mắt bất lực, vội vàng kéo anh đi về phía trước. Ông cụ thu phế liệu ở cổng sững sờ, như vậy là ông nhặt được hẳn một chiếc xe sang sao. Mặc dù hộp số hỏng, không lái được nữa, nhưng đây là GTA đấy, bán linh kiện cũ cũng phải thu được mấy trăm nghìn, đúng là tự nhiên nhặt được tiền mà. Đám người Đậu Minh Dương đứng ở cổng nhìn nhau, trên mặt viết mấy dấu hỏi. Đùa gì vậy, xe mấy chục triệu mà bảo vứt là vứt, chưa từng thấy tên nào giàu đến vậy. Đậu Minh Dương nghĩ một lúc, tôi nghĩ, anh ta thuê xe mô hình. Xe mô hình, đám Đặng Giai không hiểu. Đậu Minh Dương nói, có biết xe mô hình dùng để quay phim không? Xe sang dùng để quay phim thường bị đập nát hoặc vỡ hỏng, giá cao như vậy sao có thể là xe thật được? Tên họ Tần này thuê một chiếc xe là đạo cụ để quay phim thôi, trông có vẻ rất ngầu, như thực ta không đắt, mà thuê chỉ mất có mấy trăm tệ một ngày. Lại thuê thêm ông lão kia để diễn kịch, mất có 800 một nghìn để giả giàu, tên này diễn thật thật. Đậu Minh Dương nói như vậy, mọi người như hiểu ra. Cách giải thích này còn có lý, dù sao là người có thể tùy ý vứt siêu xe mấy chục triệu thì cũng phải là kẻ giàu vô cùng, cả tỉnh Hán Đông này chẳng không được mấy người, hơn nữa còn trẻ như này, không thể nào yêu Trần Diên được. Hóa ra là thuê xe mô hình, đúng là biết giả vờ. Đúng vậy, vì giả giàu mà có thể làm màu đến vậy, đúng là ham hư vinh mà. Nếu như không có Đậu thiếu gia nói cho chúng ta biết, chắc chúng ta vẫn bị lừa ấy. Không sai. Vừa nãy khi tôi ngồi trên xe, tôi cảm thấy xe vô cùng tốt, còn tưởng là xe thật, không ngờ lại là xe mô hình, buồn cười thật. Mọi người mỗi người một lời, lập tức khiến cho Tần Lâm trở thành một tên khốn, nếu như không vì nể mặt Trần Diên chắc bọn họ đã xông vào chửi mắng Tần Lâm rồi. Vào trong nhà hàng, phòng riêng được bài trí rất đẹp, còn có cả cây xanh cá vàng, vô cùng trang nhã. Mọi người ngồi xuống, bắt đầu gọi món. Khi gọi món, Đặng Giai hỏi. Nghe nói Tần Lâm là đại gia, không biết anh Tần đây buôn bán gì nhỉ? Tần Lâm nói, tôi kinh doanh y dược. Dù sao cũng đến để thể hiện, cũng không thể bảo mình là bác sĩ được, nếu không sẽ bị người khác chào phúng thế này thế nọ, chuyện này Tần Lâm gặp mấy lần rồi. Đặng Giai nói, ồ, chẳng trách anh lại quen Trần Diên của chúng tôi, kinh doanh y dược chắc kiếm được nhiều tiền nhỉ, tôi trông anh có xe sang, chắc cũng thường mua xe nhỉ. Đặng Giai cũng hơi coi thường Tần Lâm, cảm thấy Tần Lâm nói dối, vậy nên cố ý chuyển chủ đề sang xe. Tần Lâm cười, cũng bình thường, tôi không có nhiều xe, dạo này không có nhiều thời gian mua xe, nếu lúc nào cần thì mua. Tần Lâm nói thật, chiếc GTA này là Tần Lâm vừa mới tùy tiện mua, với anh, xe cũng chỉ là đồ dùng hàng ngày, cần thì mua. Đặng Giai cười khẩy, trong lòng thầm nghĩ vẫn còn giả vờ, xem anh giả đến đâu. Đúng rồi. Lão phó, chẳng phải cậu cũng cần mua xe sao, hay là nhờ anh Tần giới thiệu, biết đâu có thể mua được xe rẻ. Lão phó là một bạn học nam, đeo kính trông rất tri thức, cười xấu hổ. Ha ha, vậy thì tốt quá, chắc anh Tần có nhiều mối quan hệ, anh có quen ai bán xe không? Mọi người bắt đầu cười khinh khỉnh, Tần Lâm mà nói không quen thì chiếc xe mô hình kia lộ tẩy chắc rồi. Nếu như nói quen, thì lão phó cũng cần mua xem anh có thực lực không? Tần Lâm nghĩ một lúc, hình như tôi có quen, đợi một chút, tôi tìm số. Lúc trước Tần Lâm từng chữa cho một bệnh nhân nữ, chồng cô ấy là Điền Gia Ấn, ông chủ của tập đoàn Đông Khí, vừa hay Tần Lâm lại quen. Đúng rồi, tên là Điền Gia Ấn, tôi biết ông ấy. Tần Lâm nói xong, mọi người lập tức cười. Ha ha ha, tôi cũng biết Điền Gia Ấn, có điều ông ấy không biết tôi. Điền Gia Ấn là ông chủ của tập đoàn Đông Khí. Cả tỉnh Hán Đông này có ai không biết chứ, khi Tần Lâm nói ra cái tên này đúng là như đang kể chuyện cười. Đậu Minh Dương cũng cười nói. Tổng Giám đốc Điền Á, ai mà không biết ông ấy chứ, ông ấy hợp tác với công ty của chúng tôi, quan hệ giữa chúng tôi rất tốt, thường xuyên đi ăn cơm với nhau. Tần Lâm cười, ồ, tôi lại không thân với ông ấy, nếu anh thân thì anh gọi điện nhờ ông ấy giúp đỡ đi. Tần Lâm dùng chiêu phản đòn, khiến cho Đậu Minh Dương không biết làm thế nào. Có điều mọi người đều đang nhìn anh ta cũng không còn cách nào từ chối, chỉ có thể nhắm mắt làm liều cười hai tiếng. Ha ha, không thành vấn đề, quan hệ giữa chúng tôi rất tốt, để tôi gọi điện thử xem sao. Cầm điện thoại lên,
Đỗ Minh Dương giả vờ nhấn một dãy số, áp điện thoại lên tai, mấy giây sau anh ta nói. Úi, Tổng Giám Đốc Điền tắt máy rồi, có vẻ như đang họp, đợi họp xong tôi hỏi lại nhé. Lão Phó hơi thất vọng, có vẻ như lần này không thể đi cửa sau để mua xe rồi. Tần Lâm cười khẩy, vậy sao? Để tôi gọi thử xem sao nhé. Nói xong, Tần Lâm đặt điện thoại lên bàn ăn, để mọi người cùng nghe thấy. Ấn dãy số của Điền ra ấn, rồi ấn chế độ rảnh tay. Tít, tít. Sau khi điện thoại kêu lên mấy tiếng, sắc mặt của mọi người trở nên vô cùng đặc sắc. Chẳng phải bảo tắt máy sao? Sao anh Tần Lâm này lại gọi được vậy? Đậu Minh Dương này chẳng nhẽ không hề gọi cho Điền Gia Ấn sao? Alo, cậu Tần phải không? Tôi Điền Gia Ấn đây. Tần Lâm nói, chào Tổng Giám Đốc Điền, vợ ông dạo này khỏi bệnh chưa? Khỏi rồi, cảm ơn cậu Tần đã hỏi thăm, khi nào có thời gian tôi mời cậu ăn cơm, Điền Gia Ấn vô cùng nhiệt tình, hàn huyên vài câu như bạn bè, người thân. Tần Lâm nói, ha ha, có cơ hội rồi nói tiếp, tôi có một người bạn khá thân, tên là Đậu Minh Dương, ông quen không? Điền Gia Ấn sững sờ, không quen, không có ấn tượng gì, dạo này có nhiều tên lừa đảo lắm, tên nào cũng bảo quen tôi, toàn là nói láo. Lời Điền Gia Ấn khiến cho sắc mặt Đậu Minh Dương vô cùng khó coi, vẻ mặt của đám bạn học, đồng nghiệp đều vô cùng kỳ dị. Đậu Minh Dương này, chém gió hay ghê. Tần Lâm cười, tiếp tục nói. Tổng Giám Đốc Điền, tôi có một người bạn muốn mua xe, ông có thể giúp người ta đi cửa sau không? Điền Gia Ấn đột nhiên cười lớn, ha ha, cậu Tần khách khí quá, bạn cậu cũng là bạn tôi, thích chiếc nào tôi tặng luôn. Điền Gia Ấn vừa dứt lớn, vẻ mặt của mọi người càng đặc sắc hơn. Đặc biệt là lão phó trông vô cùng khiếp sợ. Á, thật không, tặng miễn phí, Tổng Giám Đốc Điền đang đùa à? Điền Gia Ấn nói, đương nhiên không phải đùa rồi. Nếu đã là bạn của cậu Tần thì cậu có thể tùy ý chọn một chiếc của tập đoàn Đông Khí chúng tôi. Lão phó cong khóe miệng, Volkswagen Phaeton cũng được sao? Volkswagen Phaeton là mẫu xe sang trị giá cả triệu của tập đoàn Đông Khí, vừa khiêm tốn vừa xa xỉ. Điền Gia Ấn cũng không nghĩ nhiều, không thành vấn đề, Volkswagen Phaeton với nội thất cao cấp, tặng cậu miễn phí. Mẹ kiếp! Mọi người đều hét lớn trong lòng. Hào phóng quá! Dù sao cũng là ông chủ, Tổng Giám Đốc Điền bá đạo quá, xe hơn triệu mà tùy ý tặng như vậy. Lão phó vẫn sững sờ, vội vàng nói. Không cần đâu, xe đắt thế này tôi không trả nổi tiền bảo dưỡng, cho tôi một chiếc Passat với nội thất cao cấp là được. Không thành vấn đề. Lão phó cũng không tham tiền, đúng là muốn mua một chiếc xe cho riêng mình, vốn nghĩ đi cửa sau có thể mua được giá rẻ hơn vài chục nghìn là tốt lắm rồi. Kết quả không ngờ lại được miễn phí. Lão phó nói tên và số điện thoại của mình, Điền Gia Ấn liền gọi thư ký ghi lại, rồi sau đi đến cửa hàng 4S lấy xe là được. Cúp máy xong, mọi người đều có cái nhìn khác về Tần Lâm, thái độ của ai cũng nhiệt tình hơn hẳn. Đặc biệt là lão phó, vừa cảm ơn, vừa kính rượu, tự nhiên lại tiết kiệm được mấy trăm nghìn, người này có mặt mũi thật, đương nhiên phải cảm ơn rồi. Trần Diên, bạn trai của cậu giỏi ghê. Lúc trước cậu khiêm tốn quá đấy. Bạn trai của cậu đâu chỉ là triệu phú, chắc là tỷ phú đó. Anh Tần, chúng ta add Zalo của nhau đi, sau này có việc thì có thể liên lạc. Trần Diên cũng mắt chữ A mồm chữ O, không ngờ Tần Lâm lại có nhiều mối quan hệ đến vậy, quen cả ông chủ của tập đoàn Đông Khí. Có điều cô ấy vẫn giả bộ bình tĩnh, cứ như quen rồi vậy. Trên thực tế trong lòng cô ấy đang buồn bực, tên Tần Lâm này, bảo anh giả làm triệu phú thôi, mà anh diễn kịch hay quá. Đặng Giai và Đậu Minh Dương đều sững sờ, sau đó cười khẩy, nói. Lão phó à, trước khi đến cửa hàng 4S, anh phải hỏi rõ đấy, đừng để người ta bảo là không có chuyện này, nếu không thì mất mặt lắm. Lão phó không thèm để ý lại, nói. Sao vậy được, Tổng Giám Đốc Điền đã đích thân đồng ý, sao lại không thể chứ? Đậu Minh Dương lạnh lùng nói, anh chắc chắn đây là Tổng Giám Đốc Điền thật à? Đậu Minh Dương nói ra cậu này. Khiến cho bầu không khí ở đây lập tức trầm xuống. Mọi người đều không nói gì, trông ai cũng vô cùng kỳ quái. Lời này của Đậu Minh Dương rất rõ ràng, ý bảo Tần Lâm giả bộ gọi điện thoại cho Điền Gia Ấn. Ai biết được số điện thoại của Điền Gia Ấn chứ, ai biết được đầu bên kia có phải Điền Gia Ấn thật hay không? Không sai, Đậu Minh Dương vừa nãy chém gió ấy, anh ta vốn chẳng quen Điền Gia Ấn,
nhưng ai bảo đảm được Tần Lâm đang không chém gió chứ? Xe lúc nãy của Tần Lâm là giả, người phải thuê xe mô hình, thì diễn kịch gọi một cuộc điện thoại giả chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Đậu Minh Dương nói xong, mọi người đều không lên tiếng, không muốn tiếp tục đề tài này. Cho dù là thật hay giả thì vẫn phải nể mặt Trần Diên, người ta là bạn trai Trần Diên, cho dù có giả dầu đi thì cũng không nên vạch mặt người ta ngay tại đây, như vậy chẳng phải là tát vào mặt người ta sao, sau này sao có thể làm bạn bè nữa chứ? Trần Diên nghe xong, nhíu mày, lặng lẽ chọc Tần Lâm một cái, hỏi nhỏ. Có phải diễn hơi quá đà rồi không? Trần Diên chỉ muốn bảo Tần Lâm giả vờ làm người có tiền chứ không loại siêu giàu này. Diễn khoa trương quá dễ bị người ta vạch trần lắm. Tần Lâm thực sự bất đắc dĩ, yêu cầu của Trần Diên khó quá, tỷ phú như anh sao biết cách diễn triệu phú chứ? Ở đây chỉ có mỗi lão phó tin Tần Lâm, vì Tổng Giám Đốc Điền đã đồng ý tặng xe cho anh ấy, dù có phải là thật hay không thì nhất định cũng phải đi xem. Lão phó đã quyết tâm cho dù có bị mất mặt cũng nhất định phải đến cửa hàng 4S hỏi thử xem. Mọi người ăn được mấy miếng, chủ đề câu chuyện lại chuyển sang cái khác, Đậu Minh Dương đột nhiên hỏi. Anh Tần này lần đầu gặp chúng ta, uống mấy ly nhé? Trần Diên nhìn Tần Lâm, vẻ mặt hoài nghi, cô ấy không biết Tần Lâm có biết uống rượu không vậy nên không dám đồng ý bừa. Tần Lâm nói, ừ. Trần Diên vội vàng nói, uống ít thôi, bạn trai tớ tửu lượng bình thường. Mấy người đứng có ép rượu anh ấy. Ha ha ha, yên tâm đi, sẽ có chừng mực mà. Mấy ly rượu trắng được bưng lên, mọi người mỗi người một ly. Đậu Minh Dương là người đầu tiên đứng dậy, nói với Tần Lâm. Anh Tần, anh có thể tìm được một cô bạn gái xinh đẹp như Trần Diên đúng là phúc đức 80 đời đó, không uống thêm mấy ly là không được đâu. Nào, tôi kính anh. Đánh người chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại cả. Thái độ kính rượu của Đậu Minh Dương rất đúng mực, Tần Lâm cũng bưng rượu lên cạn với anh ta. Sau đó, Đặng Giai lại đứng lên, nào anh Tần, Trần Diên và tôi đều là bạn thân, anh cua được bạn thân tôi, không cạn với tôi một ly là không ổn đâu. Tần Lâm cười, được. Cũng cạn một ly với Đặng Giai. Trần Diên nhíu mày nói, ê, mấy người đừng có ép rượu anh ấy mà, tửu lượng của anh ấy không tốt lắm đâu, sao chịu được mấy người cứ ép rượu. Tên béo ngồi cạnh Đậu Minh Dương cũng đứng dậy, cười he he nói. Cậu yên tâm, bọn tớ có chừng mực, mọi người đều tụ họp lần đầu, nhất định phải chơi cho tận hứng, đều là người có chức có quyền, sao lại không uống được chứ, đúng không anh Tần? Tần Lâm vẫn cười rất ôn hòa, anh nói đúng, uống thêm chút rượu cũng không sao. Trần Diên vội vàng kéo tay Tần Lâm, nói nhỏ. Tên béo này tên là Lão Bạch, là bợm rượu lớp chúng tôi. Cậu đừng có mà thì uống rượu với anh ta. Tên Lão Bạch này là truyền kỳ của học viên y học bọn họ, uống hết một cây di rượu trắng, bia thì có thể uống mãi không say, từng một mình quật ngã tất cả nam sinh cả lớp, tửu lượng kinh người, nhìn cái bụng to của anh ta là thấy đó. Cơ thể này của Tần Lâm, nếu mà uống cùng với anh ta, chẳng mấy chốc là gục. Trần Diên lo Tần Lâm uống nhiều, nên mới cố gắng ngăn lại. Lão Bạch đã bưng ly rượu lên, mặt vô cùng vui vẻ. Trần Diên, cậu khó tính quá, đây là lần đầu cậu đưa bạn trai đến gặp bọn tớ, không uống rượu làm sao được. Là đàn ông thì phải uống được rượu, không được sợ, đúng không người anh em? Tần Lâm bưng ly rượu lên, anh nói đúng lắm, cạn nào. Nói xong, hai người đều uống sạch. Trần Diên nhíu mày, cũng không biết nói gì. Ly rượu vừa được đặt xuống, Lão Bạch đã lập tức rót thêm một ly cho Tần Lâm. Người anh em, tôi kính rượu người khác. Ít nhất phải ba ly, chúng ta cạn ba ly liên tiếp nhé. Trần Diên lại nhíu mày, Lão Bạch, cậu làm gì thế, đừng có quá đáng. Lão Bạch lạnh lùng hừ một tiếng, sao nào, ba ly mà là quá đáng á. Anh Tần mà sợ thì không uống là được. Nói xong, Lão Bạch tự mình uống ba ly, sau đó ngồi xuống ra vẻ tức giận. Trần Diên có hơi khó xử, đám bạn học này rõ ràng muốn nhằm vào Tần Lâm mà, thay nhau ra trận thì thôi đi. Bây giờ Lão Bạch cũng ra tay ép rượu anh, thế này thì ai chịu nổi. Tần Lâm cười, cũng không để ý, uống hết sạch ba ly trước mặt. Sắc mặt Lão Bạch lúc này mới hòa hoãn hơn chút, mục đích của anh ta là ép rượu Tần Lâm, để Tần Lâm mất mặt. Còn về ép thế nào thì anh ta vô cùng có kinh nghiệm. Sau khi uống xong ba ly, Tần Lâm đột nhiên đứng dậy, nói. Có đi mà không có lại thì đúng thật vô lễ, mọi người kính tôi một thước. Tôi kính mọi người một trường.
Anh kính tôi 3 ly là nể mặt tôi sẽ kính lại anh 9 ly. Nói xong, Tần Lâm lôi 9 chiếc ly ra rót rượu. Mọi người đều sững sờ, đây là màn thi uống rượu à? Vừa nãy anh uống liên tục 3 ly, lại thêm 2 ly của Đặng Giai và Đậu Minh Dương, cộng lại là hơn nửa cân rồi. Tần Lâm uống hết nửa cân rượu, mà mặt không đổi sắc. Hơn nữa còn kính lại 9 ly. 9 ly rượu, gần 1 cân. Người bình thường cùng lắm chỉ uống được 2-3 lạng rượu thôi, có thể uống được nửa cân đã là cao thủ rồi. Tần Lâm này đã uống nửa cân rồi, lại còn muốn uống thêm 9 ly nữa, đúng là kinh người mà. Lão Bạch nhíu mày, uống liên tiếp 9 ly. Lại thêm 3 ly lúc nãy, uống thêm 9 ly nữa thì chắc chỉ có tửu lượng của Lão Bạch mới chịu nổi thôi. Uống hết 1 cân rượu trắng thì anh nhất định cũng say rồi. Tên nhãi này làm màu quá, đâu ra chuyện người ta kính mình 3 ly, mình kính trả người ta 9 ly. Nếu ai tửu lượng không tốt, uống thế là mất mạng ấy. Lão Bạch hơi do dự, nhìn Đậu Minh Dương. Đậu Minh Dương đánh mắt với anh ta, bảo để Tần Lâm tiếp tục. Lão Bạch nghĩ, nếu như Tần Lâm muốn phô trương thanh thế, uống 9 ly để dọa bọn họ, người bình thường nhất định sẽ khiếp sợ. Có điều Lão Bạch cũng có bản lĩnh, vẫn có thể uống tiếp. Được, 9 ly thì 9 ly, nào, anh uống trước. Lão Bạch muốn xem, Tần Lâm có uống được 9 ly liên tiếp không hay là cố ý dọa người khác. Tần Lâm cười, bưng ly rượu lên, uống hết sạch, từng ly được nuốt xuống, 9 ly rượu trắng, chẳng mấy chốc đã hết. Lão Bạch nhìn thấy Tần Lâm uống hết rồi, lập tức cũng vô cùng kinh ngạc, do dự một lúc, lén lút lấy một viên thuốc. Đây là thuốc nhập khẩu, trong nước hầu như không bán, có tác dụng giải rượu rất tốt, có điều có tác dụng phụ. Hôm nay vì thi uống rượu với Tần Lâm, cho dù có tác dụng phụ thì cũng mặc kệ. Lão Bạch cũng có tửu lượng cao, ngày thường uống 1 cân rượu trắng cũng không thành vấn đề, bây giờ uống thuốc thì càng lợi hại hơn. Nhân lúc mọi người không chú ý, liền cho viên thuốc vào miệng, sau đó bưng ly rượu lên, uống liên tục 9 ly. Tốc độ của Lão Bạch chậm hơn Tần Lâm nhiều, có mấy lần suýt phun ra ngoài, nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống. Cho dù uống thuốc giải rượu thì uống xong 3 ly này, sắc mặt của Lão Bạch vẫn đỏ lên. Bụng hơi đau nhức, ánh mắt phiêu phiêu rồi. Lão Bạch cố gắng giữ tỉnh táo, cười he he nói, thế đã là gì, lúc nãy tôi uống hơi nhiều nước, tôi đi vệ sinh đã, tí nữa sẽ quay lại sẽ uống tiếp với anh. Nói xong, Lão Bạch chạy bước nhỏ đến phòng vệ sinh liền móc cổ họng nôn hết ra ngoài. Nôn được kha khá rồi, dạ dày mới dễ chịu hơn chút, tửu lượng của Lão Bạch rất tốt, lại thêm tác dụng của thuốc giải rượu, trong nháy mắt đã hồi phục khả năng chiến đấu. Rửa tay xong, lại giả bộ như bình thường quay về bàn. Sau khi ngồi xuống, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Tửu lượng của anh Tần ok nhỉ, chúng ta uống thêm vòng nữa nhé. Lão Bạch đã nôn hết ra rồi, vẻ tự tin đã quay trở lại. Tần Lâm nói, được. Nhìn thấy Tần Lâm bình tĩnh như vậy, mọi người đều có cái nhìn khác về anh. Người anh em này có bản lĩnh đấy. Mọi người đều hiểu rõ tửu lượng của Lão Bạch, mà có thể khiến Lão Bạch phải vào nhà vệ sinh để nôn ra thì cũng phải rất có thực lực. Hơn nữa cùng một loại rượu, Tần Lâm còn uống nhiều hơn Lão Bạch đến 2 ly, từ đầu đến cuối Tần Lâm vẫn ngồi yên không động đậy, chẳng thèm đi vệ sinh, tửu lượng kinh khủng quá. Lão Bạch gọi 6 cốc bia, anh ta với Tần Lâm mỗi người 3 cốc. Lão Bạch bưng ly rượu trắng lên đặt ở phía trên cốc bia, nói với Tần Lâm. Tôi lại kính anh 3 ly, ly thứ nhất tên là bom nổ dưới nước. Nói xong, anh thả ly rượu trắng xuống, Lão Bạch bưng cốc bia lên uống hết sạch. Người từng uống bom nổ dưới nước đều biết uy lực của nó mạnh thế nào, cảm giác như vừa uống hết một cốc rượu trắng to bằng cốc bia vậy. Lão Bạch uống hết cốc, mọi người lập tức vỗ tay. Giỏi thấy, tửu lượng kinh khủng thật. Nhiều người từng thất bại trước bom nổ dưới nước, mà người có thể thành công thì thực sự lợi hại. Tần Lâm cười, cũng uống một cốc như vậy, mặt không đổi sắc, tim không đổi nhịp. Lão Bạch cầm 3 cái ly nhỏ lên, bên trong là 3 loại rượu trắng khác nhau, tương hương, thanh hương, nồng hương. Ly thứ 2 là bản thăng cấp của bom nổ dưới nước, tên là Tam Hoa Tụ Đỉnh. 3 ly rượu trắng này được đổ vào, Lão Bạch cầm lên uống sạch cốc thứ 2. Khi uống cốc thứ 2, tốc độ rõ ràng chậm hơn nhiều, Tam Hoa Tụ Đỉnh này thực sự lợi hại, không chỉ có tác dụng chậm, mà quan trọng nhất là khó uống, không chỉ cay mà vị còn tạp nham, phải cố gắng lắm mới uống hết được.
Uống xong cốc thứ hai, Lão Bạch đặt cốc xuống, chỉ vào Tần Lâm. Anh Tần, mời. Đợi Tần Lâm uống, một là vì sợ Tần Lâm chơi xấu, hai là để nghỉ một lúc, anh ta suýt nôn cốc này ra, khi đợi Tần Lâm uống, anh ta có thể ăn vài món để cố nhịn. Tần Lâm bưng cốc thứ hai lên, ung dung mà uống nhưng tốc độ vẫn nhanh như vậy, mấy ngụm đã uống hết sạch. Lão Bạch nhìn thấy sắc mặt Tần Lâm không hề đổi, trong lòng hơi hoảng. Có điều anh ta lăn lộn ở giang hồ bao nhiêu năm, có đối thủ nào chưa từng gặp, Tần Lâm như vậy, chắc thuộc kiểu người uống rượu nhanh, nhưng một khi men rượu lên là anh say đứ đử luôn. Nhưng vẫn chưa có ai có thể chịu được cốc thứ ba tuyệt chiêu của anh ta. Tửu lượng tốt lắm, cốc thứ ba. Lão Bạch lôi ra 5 ly rượu nhỏ, trong ly đổ 5 loại whisky. Độ rượu và vị cay của whisky hoàn toàn vượt xa rượu trắng, đều được ủ theo phong tục dân gian để chống lạnh, vô cùng mạnh. 5 ly whisky này là 5 loại khác nhau, đổ vào bia, uy lực của bom nổ dưới nước này vô cùng lớn. Cốc thứ 3, tên là Ngũ Khí Triều Nguyên, anh Tần, mời. Lão Bạch hít sâu một hơi, đây là lần đầu anh phải bóp mũi để uống rượu. Không còn cách nào khác, nếu như không bóp mũi, e rằng sẽ phun ra mất. Nếu đã như vậy, Lão Bạch nuốt từng ngụm, mỗi ngụm khó chịu như nuốt lửa vậy. Cuối cùng mất 5-6 phút mới uống hết. Lão Bạch loạng choạng, đã đứng không vững rồi, có điều vẫn cố gắng giữ vững bản thân. Tần Lâm cười nhạt, đổ rượu vào miệng, ực uống mấy ngụm hết sạch. Sau đó, Tần Lâm nói, tửu lượng của Lão Bạch đây cũng tốt thật, lần này anh kính tôi 3 ly, tôi kính anh 1 ly. Nói xong, Tần Lâm lôi ra từ quầy 39 loại rượu cực mạnh, bao gồm rượu trắng, whisky, tequila, Glenfiddich. 9 loại rượu, được đổ vào trong cốc bia. Tần Lâm cười nói, loại rượu này tên là cửu cửu quy nhất, anh Bạch, mời. 9 loại rượu trộn với nhau, có thể thấy mùi cồn vô cùng nồng, xen lẫn với nhiều hương vị đặc thù. Những loại rượu này đều có đặc điểm riêng, trộn lẫn với nhau khiến cho vị rượu kịch liệt hơn là uống một mình. Vốn cho rằng 3 cốc bom nổ dưới nước của Lão Bạch đã mạnh lắm rồi, nhưng không ngờ tới cốc cửu cửu quy nhất này còn khoa trương hơn. Chiêu phản đòn kính rượu này lợi hại thật, chẳng phải anh rất lợi hại sao, chẳng phải anh uống rượu rất giỏi sao, anh kính tôi 3 ly tôi uống sạch, sau đó tôi trả lại anh một chiêu kinh khủng hơn. Tần Lâm bưng ly cửu cửu quy nhất này lên, một ngụm ực uống hết, cứ như là uống một ly nước ngọt vậy. Bạn học xung quanh ngửi thấy mùi đã thấy say rồi, tửu lượng kinh khủng quá. Lợi hại quá đi mất. Nếu như tiếp tục là uống hết cân rưỡi, 2 cân rượu rồi ấy. Nếu là người bình thường chắc bây giờ bị ngộ độc cồn rồi. Tần Lâm uống xong ly cửu cửu quy nhất này, mặt vẫn bình thường, hoàn toàn không hề có dáng vẻ đang say. Cho dù mặt có hơi đỏ, nhưng không hề có chút nào biểu hiện của việc bị say, trông cứ như là không hề uống vậy, kinh khủng quá. Lão Bạch trợn to mắt, nhắm mũi bưng ly cửu cửu quy nhất lên, đổ vào miệng. Cay nồng gay mũi, vị rượu như lan tỏa khắp não anh ta. Phụt! Vừa uống được một ngụm, Lão Bạch đã nôn ra, dựa về sau, nằm trên ghế chìm vào giấc ngủ. Mọi người thấy vậy, sắc mặt khiếp sợ. Trần Diên, cậu chơi bọn tớ à, bạn trai cậu như thế mà không biết uống, sao cậu bảo bọn tớ là tửu lượng của anh ấy kém lắm? Đúng vậy, cậu chơi bẩn quá, may mà chúng tớ chưa mời rượu, anh Tần, chúng tôi không dám uống cùng anh đâu. Ngay cả Lão Bạch cũng không phải đối thủ, anh Tần này về sau chính là thần rượu của chúng ta rồi. Khóe miệng Trần Diên giật một cái, thực ra cô ấy không biết Tần Lâm biết uống rượu đến vậy, nhắm mắt cười mấy tiếng, ở bên dưới lặng lẽ đá Tần Lâm một cái, nói nhỏ. Không nhận ra tửu lượng của cậu tốt vậy đấy. Tần Lâm cười, đúng vậy, tí nữa tôi còn lái được xe cơ. Trần Diên trợn mắt nhìn anh, đương nhiên sẽ không cho anh lái xe, uống rượu còn lái xe thì đúng là muốn chết mà. Trên thực tế, lúc này Tần Lâm vẫn thực sự có thể lái xe. Hơn nữa nếu thử máu, thổi vào thiết bị đo nồng độ cồn, thì không thể kiểm tra ra anh có uống rượu. Tần Lâm luyện võ công từ nhỏ, tốc độ tuần hoàn máu vô cùng nhanh, chút rượu này ở trong cơ thể anh chưa đến 10 phút đã bị bài tiết ra ngoài rồi. Thì uống rượu với Tần Lâm, cho dù có nghìn chén không say thì cũng uống đến nôn máu thôi. Đậu Minh Dương và Đặng Gia nhìn nhau, mắt lộ vẻ bất đắc dĩ, ngay cả Lão Bạch cũng ngã xuống rồi. Có vẻ như tên họ Tần này cũng là cao thủ trên phương diện uống rượu,
không so được với anh, cho dù là bây giờ thì bọn họ cũng không dám uống thi với Tần Lâm. Đừng nói đến cái khác, chỉ riêng ly cửu cửu quy nhất kia đã không ai chịu nổi rồi. Đặng Giai đột nhiên nói, Đậu thiếu gia, em nhớ là anh biết pha rượu, hay là anh thể hiện chút đi. Hình như Trần Diên chưa uống ngụm nào, anh pha cho cô ấy một ly đi. Đặng Giai biết Đậu Minh Dương trước kia từng học pha chế rượu ở nước ngoài, vậy nên cố tình bảo anh ta thể hiện cho mọi người xem, vừa hay cũng để chèn ép Tần Lâm, cái này thì không ai địch lại anh ta rồi. Đậu Minh Dương nghe thấy vậy liền nổi hứng. Không sai, trước kia, tôi từng học qua, Trần Diên cũng chưa uống rượu, mấy loại rượu bình thường này đâu khiến em hứng thú, để tôi pha cho em một ly trông hấp dẫn chút nhé. Nói xong, Đậu Minh Dương búng tay một cái, gọi người phục vụ lại, sau đó đưa ra 1.000 tệ tiền bâu hơ. Đem đến cho tôi một ít dụng cụ để pha chế rượu, để tôi có thể làm một ly cocktail cho cô gái xinh đẹp ở đây. Nhân viên phục vụ nhận tiền và nhanh chóng chuẩn bị với nụ cười trên môi. Chẳng bao lâu sau, một chiếc xe đẩy nhỏ đã được đưa qua, bên trên chứa đầy dụng cụ pha chế, Đậu Minh Dương gọi thêm một vài chai rượu, sau đó bắt đầu thể hiện. Lấy ra 7 loại rượu ngoại, 2 trong số 7 loại đó rất nhẹ, gần giống như đồ uống thông thường, có 2 loại có nồng độ cực kỳ cao, còn lại mùi vị đều rất lạ, khá giống với bạc hà. Rót 1 ounce sao mỗi loại rượu vào ly cocktail, sau đó bắt đầu lắc mạnh. Sao 1 ounce tương đương 30ml. Động tác của Đậu Minh Dương rất chuyên nghiệp, có vẻ như anh ta đã được đào tạo bài bản, trình độ tốt hơn nhiều so với những người mới vào nghề. Thời gian lắc cũng có yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt, đúng 3 phút, không lệch một ly. Sau khi kết thúc, anh ta cắt nhỏ đá viên, lấy một miếng chanh trà một vòng quanh miệng ly, sau đó cho một chiếc lá bạc hà vào. Tiếp theo, ly cocktail được đổ ra, những thức uống đầy màu sắc chảy vào chiếc ly hình tam giác. Rượu đã được rót ra ly, tạo ra từng lớp màu bên dưới những viên đá. Đỏ, trắng, xanh dương, xanh lá, từng lớp đủ màu sắc. Giống hệt như cầu vồng vậy. Đậu Minh Dương cầm ly rượu lên, đưa đến trước mặt Trần Diên, giả vờ ra dáng một quý ông. Trần Diên, chiếc ly 7 sắc cầu vồng này được đặc biệt chuẩn bị cho em, tôi hy vọng em sẽ thích. Các hành động của Đậu Minh Dương giống hệt như một quý ông thực thụ, vô cùng hấp dẫn đối với phái nữ, mấy bạn học nữ đều tỏ ra rất thích thú. Đặc biệt là rượu, trông vô cùng đẹp và lạ mắt, từng lớp, giống hệt như cầu vồng. Trần Diên sững ra một lúc, nhìn ly rượu quả thực rất hấp dẫn, vừa hay cô vẫn chưa uống ngụm nào, sau khi suy nghĩ một hồi, cô liền cầm ly rượu rồi đưa lên miệng. Ngụm đầu tiên, rượu mạnh đi vào cổ họng. Lớp trên cùng là rượu whisky mạnh thông thường, cực kỳ cay nồng, Trần Diên nghiến răng để uống. Lớp thứ hai là rượu tequila, vị rất nhẹ và có hương thơm, nhưng vì ngụm đầu tiên quá nồng nên cô không thể cảm nhận được mùi thơm của tequila. Lớp thứ ba là rượu bạc hà. Loại rượu bạc hà này có vị rất lạ, bình thường hiếm khi có ai uống, chủ yếu là để tạo màu khi pha. Và Đậu Minh Dương đã làm ra chiếc ly 7 sắc cầu vồng này, màu chủ đạo là xanh dương và xanh lá, vậy nên loại rượu bạc hà này cũng chiếm phần lớn. Ly rượu vốn dĩ rất nhỏ, Trần Diên nghĩ chỉ cần uống một hớp là hết, kết quả càng uống thì cô nhíu mày càng chặt. Khi uống đến loại rượu bạc hà này, cô chợt dừng lại một lúc. Sau đó đặt ly sang một bên, vẫn còn đến nửa ly rượu. Mọi người tò mò hỏi. Trần Diên, sao nào, có phải siêu ngon không? Đúng vậy, tớ thấy cậu uống cũng say sưa quá đấy. Tớ cũng muốn một ly. Trần Diên lúng túng cười, ha ha, cũng được, bởi vì đang ở trước mặt Đậu Minh Dương, nên cô cũng nói cho lấy lệ. Các cô gái khác đều nhốn nháo đầy hứng thú, Đậu thiếu gia, cho tụi em một ly đi mà. Đúng vậy đấy, anh không thể thiên vị như vậy được, em cũng muốn thử. Mục đích chính cũng là để chụp hình đăng lên tường nhà, hi hi. Theo yêu cầu của mấy cô gái, Đậu Minh Dương đột nhiên cảm thấy phơi phới, sau đó cười nói. Được thôi, vậy tôi đều sẽ làm cho mỗi người một ly. Nói xong, Đậu Minh Dương liền bắt đầu một loạt các thao tác, mỗi người một ly. Sau khi các cô gái chụp ảnh xong, liền vội vàng cầm ly rượu lên uống. Xong, khi rượu vừa vào thì sắc mặt tất cả đều thay đổi. Phụt, có một cô gái phun ra ngay lập tức. Cái quái gì đây? Lúc nãy Trần Diên uống vài ngụm liền đặt xuống là đã biết kiềm chế lắm rồi, một vài người trong số họ còn uống những ngụm lớn, cộng thêm kỳ vọng cao,
nhưng loại rượu này hoàn toàn khiến cho bọn họ thất vọng, ngay lập tức phun ra ngoài. Sắc mặt Đậu Minh Dương trầm xuống, vẻ mặt có hơi không tiết chế được. Vài cô gái mỉm cười, đặt ly rượu xuống và nói. Không tồi, rất ngon, chỉ là có hơi nồng quá, không thích hợp với em cho lắm. Nồng độ quá cao rồi. Nhưng vẫn đẹp thật đấy. Đặng Giai cũng giả vờ uống vài ngụm, tặc lưỡi nói. Rượu này không tệ, Đậu thiếu gia nhọc công rồi, à đúng rồi anh Tần, tôi thấy tửu lượng anh khá như thế, chắc anh cũng biết pha chế chứ, hay là anh cũng làm cho chúng tôi với Trần Diên uống đi. Đương nhiên Đặng Giai cũng chẳng có ý gì tốt. Pha chế là một việc đòi hỏi sự học hỏi có hệ thống, bạn uống được nhiều không có nghĩa là bạn có thể tự pha được. Mặc dù rượu Đậu Minh Dương pha chế không ngon, nhưng dù sao thì rượu đẹp cũng chẳng có mấy loại uống được, về cơ bản thì cốc tai vẫn luôn như vậy, muốn vừa đẹp vừa ngon, chẳng qua chỉ là nói hưu nói vượn thôi sao. Ít nhất thì rượu của Đậu thiếu gia vẫn là bảy sắc cầu vồng, còn Tần Lâm có lẽ ngoài uống ra thì chẳng còn biết làm gì khác cả. Trần Diên mỉm cười, Tần Lâm không biết pha chế đâu, để tôi uống bia với mọi người nhé. Tần Lâm đột nhiên lên tiếng, pha chế hả, tôi cũng có biết sơ. Nói xong, mọi người đột nhiên tỏ ra hứng thú, Tần Lâm này thật sự muốn đọ với Đậu Minh Dương, từ lúc gặp nhau đến giờ vẫn cứ luôn so sánh cái này cái kia. Mặc dù Đậu Minh Dương liên tục bị vả mặt, nhưng vì để thể hiện trước mặt Trần Diên, anh ta vẫn không ngừng khoe ra điểm mạnh của mình. Sau khi Tần Lâm nói xong, mọi người đều vô cùng tò mò, người đàn ông này đã mang đến cho bọn họ không ít bất ngờ, lần này chẳng lẽ anh còn có thể pha chế rượu sao? Cũng toàn năng quá rồi đấy. Trần Diên, chắc cậu cũng không cần khiêm tốn nữa rồi nhỉ, hình như bạn trai cậu đều biết mọi thứ nhỉ. Đúng vậy, cậu che giấu cũng giỏi quá rồi đấy, rốt cuộc thì cậu có hiểu hết về bạn trai mình hay không đây? Trần Diên, có chắc là cậu thân thiết với bạn trai mình không thế? Sắc mặt Trần Diên chợt thay đổi, sau đó vội nói, không có, tớ chỉ khiêm tốn chút thôi, vậy được, anh pha một ly đi. Vẻ mặt Trần Diên có hơi kỳ lạ, cô nhanh chóng đổi chủ đề, sợ rằng sẽ bị lộ tẩy. Tần Lâm chọn ba loại rượu, tequila, Glenfiddich và một loại rượu vang sủi bọt có vị trái cây. Ba ao sơ rượu tequila, nửa ao sơ rượu vang sủi, sau đó cho vào cốc và lắc mạnh. Tốc độ lắc của Tần Lâm khá nhanh, bản chất của pha chế là lắc và khuấy, một số loại rượu sẽ không trộn lẫn với nhau khi khuấy thông thường. Nhưng sau vài phút hoặc 10 phút lắc mạnh thì cấu trúc của một số loại rượu sẽ thay đổi, từ đó trộn lẫn với nhau để đạt được hương vị đặc biệt nhất định. Tốc độ lắc của Tần Lâm nhanh đến mức khiến mọi người hoa cả mắt, sau khi lắc tầm 3 đến 5 phút, anh liền lấy ly ra, thêm đá viên, sau đó lấy ly uống rượu rồi từ từ rót vào. Rượu trong suốt, tequila căn bản chính là hương thảo mộc, sau khi được Tần Lâm lắc thì mùi vị càng thêm nồng đậm. Sau khi đổ tequila ra, một tầng chất lỏng màu vàng cũng chảy ra. Tầng chất lỏng màu vàng này chính là rượu vang sủi vị trái cây mà lúc trước Tần Lâm rót vào, lúc này rượu vang sủi đã được Tần Lâm lắc nên mới trở thành như vậy, hơi sệt sệt dính vào ly, giống như rượu trắng nguyên chất, hoặc trông như nước trái cây có nhiều đường. Sau khi được rót vào ly thì rượu tequila ở dưới cùng, rượu vang sủi nằm ở trên tạo thành một lớp mỏng. Sau đó, Tần Lâm lấy ra rượu Glenfiddich có màu hơi nhạt, thêm rượu vang sủi vào và lắc trong khoảng 2-3 phút. Tiếp theo, anh lấy một chiếc tăm để ngang trên miệng ly rồi từ từ rót rượu vào. Một cảnh tượng kỳ diệu đã xảy ra, khi loại rượu cuối cùng được cho vào ly, hai loại rượu trộn lẫn với nhau, lớp rượu vang sủi mỏng manh kia bất ngờ bao bọc lấy Glenfiddich. Cộng thêm tác dụng của chiếc tăm vừa rồi, một hình trái tim được tạo thành trực tiếp ngay trong ly rượu. Một ly rượu đã hoàn thành. Lúc này, những gì mọi người được chứng kiến chính là một ly rượu trong suốt, ở giữa là một trái tim ba chiều được bao bọc bởi những bọt bong bóng vàng. Oa! Sau khi Tần Lâm rót rượu xong, mọi người đột nhiên cảm thán. Giống hệt như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Đúng vậy, làm thế nào vậy nhỉ? Lợi hại quá đi, rượu này tên là gì thế? Tần Lâm nói, đừng vội, vẫn chưa xong đâu. Nói xong, Tần Lâm lấy ra một loại vang sủi khác màu xanh dương. Thêm tequila vào, sau đó lắc mạnh, tiếp theo dùng ống hút nhỏ từng giọt vào ly rượu. Trong tích tắc, thứ rượu trong suốt không màu kia bỗng biến thành chất lỏng màu xanh biển nhạt. Hơn nữa, mặt trên thì có màu nhạt, còn dưới đáy lại có màu đậm hơn. Ly rượu này có tên là trái tim của biển.
lúc này mới thực sự đã thành phẩm. Tequila xanh biển có một trái tim viền vàng ẩn bên trong, phần trên nhạt còn dưới đáy thì đậm, trông giống hệt như một trái tim vàng trôi nổi giữa biển sâu. Ngay cả Trần Diên cũng trợn tròn mắt nhìn ly rượu, vô cùng kinh ngạc, ly rượu này chẳng phải rất đẹp sao? Tần Lâm đẩy ly rượu đến trước mặt Trần Diên, dành cho em. Mùi hương của tequila thoang thoảng, ngay cả những người không thích uống rượu như Trần Diên cũng muốn nếm thử. Sắc mặt Đậu Minh Dương trở nên khó coi, sau đó hử lạnh một tiếng. Tequila không hợp với Glenfiddich chút nào, chắc chắn sẽ không ngon đâu. Trong mắt Đậu Minh Dương, loại rượu này quả thực cao cấp hơn loại rượu của anh ta, nhưng nó cũng khá phô trương, hương vị của tequila và Glenfiddich quá khác biệt, hai loại rượu này chắc chắn sẽ không ngon khi được kết hợp với nhau. Trần Diên cầm ly rượu lên. Cho dù thế nào thì đây cũng chính là ly rượu mà Tần Lâm làm cho cô, nhất định phải uống thử. Nhấp một miếng, mùi rượu truyền đến một hương thơm rõ ràng, vốn dĩ tequila có mùi vị vô cùng tinh tế, nồng độ cồn lại rất ít, không hề gây gắt. Cộng thêm việc Tần Lâm đã lắc mạnh như vậy, nên khiến cho hương thơm tràn ngập. Sau đó, trái tim biển vàng bằng Glenfiddich vỡ ra, tiếp theo đó là một loại rượu hơi nồng được đưa vào miệng. Trần Diên cảm thấy một chút hương thơm ngọt ngào, chính là hương thảo mộc và trái cây. Một hơi uống cạn. Ngon thật. Trần Diên bất giác khen ngợi. Đậu Minh Dương cau mày, không thể nào, hai loại rượu này hoàn toàn khác nhau, làm sao có thể ngon được. Tần Lâm trả lời, đúng vậy, tequila có hương thảo mộc, trong khi Glenfiddich lại là một loại rượu mạnh, xem ra thì hoàn toàn không ăn khớp. Nhưng khi thêm Glenfiddich vào rượu vang sủi, sau đó lắc mạnh. Glenfiddich sẽ hòa quyện vào hương trái cây. Hương thảo mộc lại rất hợp với vị trái cây và rau củ, khi kết hợp chúng sẽ bổ sung cho nhau. Đậu Minh Dương nhíu mày, bày ra vẻ mặt khinh thường, nói phét thế thì ai chả làm được. Một vài cô gái tỏ ra hào hứng, thật sự ngon sao? Tớ cũng muốn, tớ cũng muốn. Anh Tần, tôi cũng là chị em tốt với Trần Diên, anh làm cho tôi một ly nhé. Anh cũng đừng có thiên vị quá. Anh cho mỗi người phụ nữ ở đây một ly đi. Tần Lâm cũng không thấy phiền, liền pha cho mỗi cô gái một ly rượu. Tất cả các cô gái nóng lòng đưa ly rượu lên môi, rượu vừa vào miệng, hương thơm bỗng tràn ra. Mọi người đều nhắm mắt lại thưởng thức, sau khi trái tim vàng của biển được đưa vào miệng, hương vị bỗng càng thêm mượt mà, khi lắc hai loại rượu cùng với rượu vang sủi thì hương vị càng trở nên tuyệt vời. Vài giây sau, tất cả mọi người đều một hơi uống cạn. Uống sạch cả một ly đầy. Ngay cả Đặng Giai cũng một hơi hết sạch, vô cùng say sưa. Sau khi uống xong, Đặng Giai mới định thần lại, vội vàng nói, rượu này cũng được, bình thường thôi. Đặng Giai cũng chỉ đang nói láo mà thôi, những người khác bỗng vừa cười vừa nói. Cũng không tệ. Còn kém xa so với Đậu thiếu gia, chẳng có gì khác biệt. Ha ha, đều là rượu cả, có thể có gì khác biệt chứ, cũng chỉ là thú vui mà thôi. Bọn họ rõ ràng uống không còn một giọt, nhưng lại nói rằng rượu chỉ thuộc dạng bình thường mà thôi, chủ yếu là vì giữ thể diện cho Đậu Minh Dương, để anh ta không bị bẽ mặt. Thực ra có nhiều cô gái vẫn thấy chưa đã, cảm thấy rượu này rất ngon, muốn uống thêm ly nữa. Nhưng vừa rồi bọn họ đã nói rượu này chỉ bình thường mà thôi, cho nên bây giờ cũng chẳng có ai trơ trẽn đến mức đòi thêm ly nữa. Mặt Đậu Minh Dương có hơi đỏ lên, nóng hừng hực, như thể vừa bị tát vào mặt. Anh ta vô cùng xấu hổ, lại còn bị bẽ mặt. Đúng lúc này, có một vài người đàn ông bàn bên cạnh đột nhiên đi tới. Bọn họ đều cởi trần, trên người có hình xăm, trông vô cùng dữ tợn. Nhìn thấy bên này uống nhiều rượu như vậy, hơn nữa lại còn rất náo nhiệt, một tên béo liền đứng dậy, mang theo một chai bia rồi tiến đến chỗ Đặng Giai, mỉm cười nói. Người đẹp, tửu lượng của em cũng không tồi nhỉ, anh mời em một ly nhé. Nói xong. Tay hắn vẫn đặt ở chỗ tựa lưng của Đặng Giai, tuy không đụng vào cô ta nhưng cũng hết sức mập mờ. Khi nhìn thấy bộ dạng của tên lưu manh này, Đặng Giai chợt cau mày, tỏ ra khó chịu. Anh bị điên à, cút đi. Đặng Giai cầm ly rượu, trực tiếp tạt thẳng vào mặt tên béo. Ào! Tên béo bị tạt rượu vào mặt nên vô cùng tức giận. Con tiện nhân, con mẹ mày muốn chết đúng không? Đặng Giai cau mày, tên khốn rẻ rách, muốn làm gì? Mau cút đi. Thoạt nhìn thì tên mập này chỉ là một tên côn đồ mà thôi, Đặng Giai cũng không cần thiết phải làm quen với hắn ta.
Tên mập dường như định làm gì đó, bỗng Đậu Minh Dương đứng dậy, chỉ vào tên béo và nói. Mày muốn làm gì, mày dám ra tay ở đây sao, sắc láo quá rồi nhỉ. Sau khi Đậu Minh Dương nói xong, vài nhân viên bảo vệ đã vây quanh lại, tuy vẫn chưa ra tay, nhưng một khi đã đánh thì các nhân viên bảo vệ nhất định sẽ đứng về phía anh ta. Khách sạn này vô cùng cao cấp, chất lượng an ninh tuyệt vời, bảo vệ cũng có vũ khí trong tay, ngay cả đám côn đồ kia cũng không thể nào tùy ý hành động được. Được, tụi mày ngon, hãy đợi đấy. Nói xong, tên mập liền quay về chỗ ngồi xuống. Đặng Giai cười khẩy, mắng một câu, đồ rẻ rách, sau đó cũng ngồi xuống. Đây vốn dĩ chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, căn bản cũng chẳng ai xem đó là chuyện quan trọng. Nhưng đột nhiên có một người đàn ông tiến đến, nói, Đặng Giai. Tên mập đó, hình như tôi có quen biết. Hả, cậu quen biết hắn ta sao? Hắn ta làm gì? Đặng Giai vội vàng hỏi. Bạn học nam nói, hình như hắn chính là ông chủ xã hội đen của khu vực Tây Thành. Anh Bill. Cái gì, anh Bill? Sắc mặt mọi người đột nhiên thay đổi. Bọn họ đều đã từng nghe đến tên của anh Bill, ông lớn xã hội đen của Tây Thành, vô cùng có quyền, dưới trướng hắn ta có hàng trăm người, thế lực rất lớn, giới xã hội đen và giới làm ăn chân chính cũng đều phải nể mặt hắn ta, không ai dám khiêu khích. Tên béo vừa rồi có phải là anh Bill thật không? Đặng Giai cau mày, tỏ ra bối rối. Không thể như vậy được, nếu thật sự là anh Bill, sao có thể được chứ? Cô ta muốn nói tên béo đó trông giống hệt như một thằng rẻ rách, nếu như thật sự là anh Bill thì làm sao có thể đến bắt chuyện với cô ta được chứ? Nếu đó thực sự là anh Bill, có lẽ chỉ cần nói vài câu thì Đặng Giai nhất định sẽ lao vào lòng hắn ta. Đặng Giai quay lại nhìn, thấy tên béo đang uống rượu với người khác, sau đó hắn cũng nhìn về phía Đặng Giai. Vẻ mặt có chút bông đùa đầy ý vị. Đặng Giai hừ lạnh một tiếng, nhìn như thế nào thì tên mập này cũng không giống một nhân vật lớn, có lẽ hắn ta chỉ đang phô trương mà thôi. Nếu thật là anh Bill thì có lẽ đã đến xử sạch bọn họ từ lâu rồi, hắn ta sẽ để tâm đến mấy nhân viên bảo vệ còn con sao. Bạn học nam lướt qua một lượt vòng bạn bè, đột nhiên lấy mấy tấm ảnh đưa cho Đặng Giai xem, rồi nói. Giai Giai, cậu xem, đây chẳng phải là anh Bill sao? Trên ảnh có mặt anh Bill, Lão Toàn, Lôi Hồng và một số doanh nhân nổi tiếng khác ở tỉnh Lỵ. Những người khác thì họ không biết, nhưng những doanh nhân này đã từng lên TV, đương nhiên bọn họ có thể nhìn ra được. Những người có thể chụp ảnh chung với những doanh nhân này chắc chắn không phải người bình thường, chẳng lẽ đây thực sự là anh Bill? Sắc mặt Đặng Giai dần trở nên khó coi, sau đó vội nói. Mọi người giúp tớ xác nhận một chút, nếu như thật sự là anh Bill thì toi rồi. Chuyện này ai có thể xác nhận được chứ, cũng không thể qua đó hỏi được. Đặng Giai, hay là cậu cứ đi xin lỗi xem sao? Đặng Giai cau mày, cô ta không muốn xin lỗi, nhưng nếu lỡ may cô ta thật sự đắc tội với nhân vật lớn nào thì sao? Đặng Giai cắn răng đứng dậy, cầm ly rượu bước tới. À, anh Bill đúng không, lúc nãy tôi... Đặng Giai chưa kịp nói xong, anh Bill đột nhiên cầm ly rượu lên, trực tiếp tạt thẳng vào mặt Đặng Giai. A, à, Đặng Giai lập tức biến sắc, cô ta bất ngờ la lên, rồi nhanh chóng lùi lại. Anh Bill cười khẩy, gấp gì chứ, lát nữa ra ngoài, chúng ta sẽ từ từ thương lượng sau. Khu vực này là của bạn anh Bill, nếu gây rối ở đây có lẽ sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của người khác, vậy nên anh Bill mới nhẫn nhịn, không thể nổi điên tại chỗ. Toàn thân Đặng Giai ướt đẫm, cô ta hốt hoảng ngồi đó. Làm thế nào bây giờ, mọi người mau giúp tớ nghĩ cách đi. Đặng Giai không thể nào ngờ rằng, chỉ tùy tiện hất một ly rượu mà lại đắc tội với một ông chủ lớn, nếu anh Bill tức giận thì chắc chắn hậu quả cô ta nhận được sẽ còn thảm hơn cái chết. Đậu thiếu gia quan hệ rộng, anh có thể giúp em nghĩ cách được không? Đậu Minh Dương cau mày, được, em cứ yên tâm, ngành này anh cũng quen biết nhiều, để anh giúp em tìm người. Trần Diên cũng quan tâm hỏi, anh Bill rất có thế lực ở Tây Thành, hơn nữa, hắn ta cũng là một người nhỏ nhen thù dai. Chắc không dễ xử lý đây nhỉ. Tần Lâm nghe vậy liền nói, nếu đã như vậy thì để tôi giúp cho. Tần Lâm vừa nói đến giúp đỡ, đột nhiên Đậu Minh Dương lập tức trở nên không vui. Anh giúp, anh thì giúp được gì chứ? Anh không phải người ở đây, chẳng lẽ anh lại quen biết với các nhân vật lớn ở tỉnh Lỵ sao? Anh tham gia vào rồi à? Đặng Giai cũng tức giận nói, đúng vậy. Anh ở đây nói nhăng nói cuội gì thế,
Đậu thiếu gia đang muốn giúp đỡ, sao anh cứ phải làm cho mọi thứ rắc rối thêm vậy? Đặng Giai vốn tức muốn chết, không ngờ Tần Lâm lại nhiều chuyện như vậy, đây chẳng phải là đang chọc chó sao? Tần Lâm nhíu mày, có chút không vui. Vốn dĩ anh muốn giúp đỡ là vì thể diện của Trần Diên, người phụ nữ này thật là rẻ tiền. Trần Diên cau mày, mọi người đừng nói thế, nói không chừng Tần Lâm thật sự có quen biết thì sao, bây giờ Đặng Giai đang gặp rắc rối, tất nhiên mọi người nên cùng nhau giúp đỡ. Đậu Minh Dương hừ lạnh một tiếng, đây là ông chủ xã hội đen của Tây Thành, anh Bưu không phải người có thể tùy tiện nói chuyện được, nếu tìm đến người không có địa vị thì chắc chắn sẽ làm cho người ta nổi giận, lúc đó coi như chữa lợn lành thành lợn què rồi. Đặng Giai nghe xong, thậm chí cô ta còn không muốn để Tần Lâm lên tiếng. Anh mau im mồm đi, để cho Đậu thiếu gia nghĩ cách, mọi người đừng nói nữa. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều im bặt, tuy buổi gặp mặt có chuyện không vui xảy ra, nhưng sự việc đã rồi, cũng chẳng còn cách nào khác. Đậu Minh Dương bắt đầu gọi điện để liên lạc. Trần Diên nói nhỏ với Tần Lâm, cậu thật sự quen người có thể giúp đỡ à? Tần Lâm gật đầu. Trần Diên do dự một hồi rồi nói, vậy anh cũng giúp liên hệ một chút nhé. Đều là bạn bè của em cả. Nếu lỡ may xảy ra chuyện thì em cũng cảm thấy rất áy náy. Tần Lâm vốn dĩ không muốn giúp, Đặng Giai nói năng thậm tệ như thế, lại còn không cho anh mặt mũi, hoàn toàn không cần phải để ý đến cô ta làm gì. Nhưng vì Trần Diên đã mở lời, Tần Lâm mới miễn cưỡng đồng ý. Anh lấy điện thoại ra rồi nhắn tin cho Lôi Hồng. Trần Diên nhìn thấy Tần Lâm bấm điện thoại vài cái liền hỏi, xong rồi sao? Tần Lâm gật đầu, xong rồi. Nhanh vậy ư? Vốn vẫn còn một tia hy vọng, nhưng hiện tại Trần Diên đã mất hết hoàn toàn, xem ra Tần Lâm cũng chẳng có cách gì, chuyện Đặng Giai cũng chỉ có thể mặc cho số phận mà thôi. Mọi người đều tập trung vào Đậu Minh Dương, mong rằng Đậu thiếu gia có thể tìm được một ông lớn nào đó. Sau một vài cuộc điện thoại, Đậu thiếu gia đã nhận được ID Zalo. Mọi người cứ yên tâm, tôi đã liên lạc được với một đại ca có thể nói chuyện với anh Bưu rồi. Nói xong. Đậu Minh Dương cầm điện thoại và gửi một vài tin nhắn, chờ đối phương phản hồi. Vài phút sau, đột nhiên ở bàn của anh Bưu có một người đàn ông cao 1m9 cởi trần đứng dậy, mang theo một ly rượu tiến đến chỗ Đậu Minh Dương, lấy điện thoại di động ra rồi nói trước mặt anh ta. Nhờ tôi giúp cậu đối phó với anh Bưu à? Con mẹ mày gan thật đấy. Vừa dứt lời, người đàn ông mạnh mẽ tạt ly rượu trong tay lên mặt Đậu Minh Dương, sau đó quay về bàn bên kia và ngồi xuống. Sắc mặt Đậu Minh Dương trở nên vô cùng khó coi, không ngờ vị đại ca mà anh ta khó khăn lắm mới liên lạc được chỉ là đàn em của anh Bưu mà thôi. Coi như toi rồi, quan hệ của anh ta chỉ có bấy nhiêu thôi, căn bản không thể nào liên lạc được thêm ai nữa. Đặng Giai suýt chút nữa bật khóc, làm sao bây giờ, hay là chúng ta báo cảnh sát đi? Những người khác lắc đầu, báo cảnh sát cái gì chứ, hiện tại người ta cũng chưa làm gì, cậu cũng chẳng thể nào báo cảnh sát bảo vệ cậu suốt ngày được. Đúng không? Đặng Giai lau nước mắt, vậy phải làm gì bây giờ? Tần Lâm nói, không cần lo lắng, lát nữa sẽ có người đến giúp. Đặng Giai nghe Tần Lâm nói xong liền tức giận, vừa rồi nếu bọn họ không uống nhiều rượu như vậy, chắc chắn cũng sẽ không thu hút được anh Bưu. Nói tóm lại là cô ta không vừa mắt Tần Lâm, chỉ cần nghe anh nói liền tức giận. Anh có thể đừng ở đây nói mấy lời châm chọc không? Anh đã không giúp được gì còn ăn nói bậy bạ. Đợi ở đây làm gì? Đợi thần tiên đến cứu tôi hay chi? Anh thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra sao? Nếu như không vì nể mặt Trần Diên thì tôi cũng nếch thèm quan tâm đến anh làm gì? Sau khi Đặng Giai nói xong, sắc mặt Trần Diên không được tốt lắm, không ngờ rằng cô có ý tốt muốn giúp đỡ, vậy mà Đặng Giai lại không nể mặt như vậy. Tần Lâm liền nói, vậy chúng ta đi thôi. Được. Tần Lâm đứng dậy, sau đó cùng với Trần Diên đi ra ngoài. Đặng Giai giận đến tái mặt. Nhìn xem, đây chính là tình chị em plastic sau đó, tôi xảy ra chuyện thì bọn họ lại chạy nhanh hơn ai hết. Sao tình chị em plastic, là một cụm từ phổ biến trên mạng xã hội, dùng để hình dung tình cảm khuê mật giống như bông hoa được làm nhựa dẻo vĩnh viễn không héo tàn, bên trong lại lục đục nội bộ, nhìn thì thân mật nhưng sau lưng âm thầm trở mặt nói xấu nhau. Ngay khi Tần Lâm bước ra ngoài, đột nhiên có một người phụ nữ mặc váy đỏ tiến đến từ đại sảnh cùng với 4 vệ sĩ. Người phụ nữ mặc váy đỏ đi giày đỏ, tóc đen dài, phong độ ngời ngời của một chị đại, những người đi theo cô đều là lính đã giải ngũ có trình độ cao,
ánh mắt sắc bén như sói đói khiến người ta kinh hãi. Người phụ nữ này, chẳng lẽ là Lôi Hồng? Lôi Hồng! Tất cả mọi người đều ngẩn ra, hoàn toàn không thể ngờ rằng Lôi Hồng sẽ tới. Họ đã nhìn thấy Lôi Hồng trong bức ảnh vừa rồi, chị Đại ở tỉnh Lỵ, vô cùng có địa vị, các doanh nhân đều đang tranh nhau chụp hình với cô với vẻ hết sức tôn trọng. Làm sao Lôi Hồng lại có thể xuất hiện ở đây? Ngay khi Lôi Hồng vừa bước vào, anh Bill như muốn dựng tóc gáy, ngay lập tức đứng dậy. Sau tình huống nhốn nhang lúc nãy thì bây giờ tất cả đều nghiêm túc trở lại. Anh Bill trừng mắt nhìn, nhỏ giọng ra lệnh. Nhanh chóng mặc áo vào. Mọi người đều mặc lại quần áo chỉnh tề, đứng thẳng. Chị Hồng. Lôi Hồng nhìn anh Bill một cái, sau đó lại nhìn qua phía Đặng Giai, nói. Cậu Tần đâu? Anh Bill ngẩn ra, cậu Tần là. Lôi Hồng không thèm để ý đến hắn ta, sau đó đi về phía Đặng Giai rồi hỏi. Ai là Đặng Giai? Đặng Giai hoảng sợ đứng lên, vội vàng nói. Em là, chị. Xin chào chị Hồng. Lôi Hồng nhìn cô ta một lượt rồi gật đầu nói. Cô không sao rồi, có thể đi được rồi đó. Đặng Giai vô cùng kinh ngạc, vừa mừng vừa lo em. Em có thể đi sao? Chị Hồng, chị. Lôi Hồng liếc nhìn anh Bill và hỏi, không có thủ oán gì lớn đúng không? Chị Hồng đã lên tiếng, đừng nói không có thủ oán, dù có huyết hải thâm thù thì cũng phải gạt sang một bên. Chị Hồng, không có gì, chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ thôi. Nếu chị Hồng đã nói vậy thì coi như chúng ta chấm dứt nhé, không ai nợ ai. Lôi Hồng gật đầu, cũng không có gì to tát, tôi ra mặt giúp mọi người một chút cũng được, nhưng tiếc là cậu Tần đã đi rồi, nếu không thì tôi vẫn muốn kính cậu ấy một ly. Lời nói của Lôi Hồng quả thật gây chấn động. Kính rượu cậu Tần. Mọi người đều biết cậu Tần này là ai. Ở đây chỉ có một người họ Tần, chính là Tần Lâm vừa mới rời đi. Lôi Hồng xuất hiện, chẳng lẽ là vì Tần Lâm sao? Chị Hồng kính rượu Tần Lâm. Đặng Giai sửng sốt, không thể tin được, liền ngập ngừng hỏi. Chị Hồng, chị và cậu Tần là. Nếu có người hỏi, Lôi Hồng cũng sẽ không buồn giải thích, nhưng vừa rồi trong tin nhắn, Tần Lâm có nhắc tới Đặng Giai này, không chừng bọn họ cũng là bạn bè của nhau. Lôi Hồng nói, cậu Tần là một người tôi rất kính trọng, nếu mọi người đã là bạn của cậu ấy thì sau này có cần gì cứ việc liên lạc với tôi. Lôi Hồng tuy nói như vậy nhưng cũng không để lại danh thiếp. Nếu cậu Tần đã nhờ cô giúp thì tại sao lại không có mặt ở đây chứ? Vài bạn học cũng cảm thấy kỳ lạ, Tần Lâm, chính là bị Đặng Giai đuổi đi, trước khi người ta rời đi còn châm biếm là bỏ chạy, kết quả thì sao? Tần Lâm tùy tiện gửi một tin nhắn cũng có thể đích thân mời Lôi Hồng đến giải quyết mâu thuẫn. Tần Lâm mới thật sự là đại ca. Siêu xe, uống rượu, pha chế lúc trước đều không phải giả, bọn họ mới là người không có tầm nhìn, cho nên mới không nhìn ra Tần Lâm có chỗ hơn người. Đặng Giai lúc này tràn đầy hối hận, cô ta thật sự muốn đuổi theo hai người. Đương nhiên Đặng Giai chẳng còn mặt mũi nào để đuổi theo bọn họ cả. Cô ta còn xúc phạm Trần Diên thì làm sao có mặt mũi đuổi theo Tần Lâm đây? Sắc mặt Đậu Minh Dương cũng vô cùng khó coi, không ngờ rằng Tần Lâm lại là một nhân vật máu mặt đến vậy. Anh ta có tư cách gì để cạnh tranh với người ta đây? Trước mặt Tần Lâm, ngay cả Lôi Hồng cũng chỉ là một người kính rượu mà thôi, huống chi là một kẻ nhỏ bé như anh Bill. Lôi Hồng nói với anh Bill một tiếng rồi đi thẳng ra ngoài. Anh Bill đương nhiên không dám làm phiền Đặng Giai nữa. Vội vàng khách khí tiễn bọn họ ra ngoài. Đặng Giai và những người khác đi ra ngoài, mọi người đều cảm thấy cảm khái, trong đó kích động nhất chính là lão phó. Vừa rồi Tần Lâm nói chuyện điện thoại với Tổng Giám đốc Điền Gia Ấn, đã đáp ứng với lão phó một chiếc Passat cao cấp. Nếu Tần Lâm đã ngầu như vậy thì chiếc xe này chắc chắn là thật rồi. Tớ phải đi đến cửa hàng 4S một chuyến. Mọi người cũng nhớ đến chuyện xả ra vừa rồi, tớ cũng đi cùng. Tớ cũng đi. Dù sao cũng chẳng có chuyện gì, cho nên mọi người đều muốn xem Tần Lâm có năng lực đến thế nào. Mọi người cùng nhau đến cửa hàng 4S, vừa vào đã thấy nhân viên bán hàng nhiệt tình đi lại hỏi han. Thưa anh chị, mọi người muốn xem loại xe gì ạ? Lão phó do dự một hồi rồi nói, lúc trước tôi có liên lạc qua với Tổng Giám đốc Điền của bên các người, ông ấy nói muốn tặng tôi một chiếc Passat. Khi lão phó nói xong, giọng càng lúc càng nhỏ dần, thiếu hẳn tự tin, nếu chuyện này không có thật thì sẽ rất mất mặt. Nhân viên bán hàng sững ra một lúc, sau đó cười khẩy. Anh à,
anh không đùa đấy chứ? Mặt lão phó đỏ lên, hận không thể kiếm cái lỗ chui vào. Không có, hay là hỏi thử tổng giám đốc Điền đi. Nhân viên bán hàng cười khẩy, đùa gì chứ, tổng giám đốc Điền là ai chứ, tôi có thể liên lạc được sao? Thôi được rồi, các người muốn quay TikTok hay làm gì vậy? Đừng gây rối ở đây nữa, không có chuyện gì thì mau chóng đi đi. Sắc mặt của lão phó và những người khác đều trở nên khó coi. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy, chẳng lẽ tên họ Tần chia bốc phét sao? Chắc là vậy rồi, chiếc Passat cao cấp cũng phải hơn 300.000 tệ, số tiền như thế này thì ai có thể tùy tiện tặng người khác được chứ? Tớ đoán chắc là anh ta đã gọi điện cho Tổng Giám đốc Điền, chắc chắc anh ta đang làm vờ làm vịt mà thôi, tìm diễn viên để diễn hay gì đó. Bị điên à, làm chúng ta đến đây, lại còn bị bẽ mặt. Trong khi mọi người đang phàn nàn, bỗng có một người đàn ông mặc Âu phục bước đến. Chào mọi người, tôi là giám đốc kinh doanh, xin hỏi có chuyện gì vậy? Lão phó nhìn thấy giám đốc đi ra, tiếp tục cắn răng nói. Tôi có một người bạn, quen biết với tổng giám đốc Điền bên anh, ông ấy tặng tôi một chiếc Passat. Giám đốc cau mày, ồ, vậy anh đợi một lát, để tôi đi gọi điện thoại. Giám đốc ngay lập tức nhấc điện thoại ở quầy lễ tân lên gọi. Sau khi nói vài câu, giám đốc liền nhanh chóng tiến đến, hỏi. Xin cho hỏi, anh là Phó Văn đúng không? Đúng vậy. Vậy tốt quá, mời anh Phó vào bên trong, xe của anh đã chuẩn bị xong rồi, anh có thể lấy đi bất cứ lúc nào, chúng tôi sẽ làm các thủ tục cho anh trong thời gian sớm nhất. Lão Phó lập tức kinh ngạc, thật ư, được, được. Mấy người bạn học cũng nhanh chóng đi theo quan sát, tận mắt nhìn thấy Lão Phó làm xong thủ tục, đích thân giám đốc tiếp nhận nên xử lý rất nhanh, nào là đăng ký, xin giấy phép. Lão phó cuối cùng cũng đã có được một chiếc Passat hoàn toàn mới. Anh ngồi trong chiếc xe mới tinh, các bạn học khác liền nhìn nhau. Tần Lâm thật sự là một nhân vật lớn, sớm biết vậy thì đã làm thân với anh rồi, nói không chừng còn có thể được tặng xe. 2. Tiếc nứt cả ruột gan. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 21.